15 năm, từ năm 2009 đến bây giờ, nó có 3 chỗ. Đây là một chỗ cũng lang thang suốt từ trên Ngô Quyền chuyển xuống phía dưới nữa, và bây giờ là vào tận cái khu vực rìa của Hà Nội. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng rất may mắn là một chỗ như thế này, cái chính bản mình đi đâu này. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng cả thầy có thể làm được một cái điều gì tốt đẹp đối với cái khu vực rất là đông dân như thế này. Nhưng mà tôi biết là đây rất nhiều anh chị ở xa đến. Nên xin chân thành cảm ơn các chị các bạn, xin cảm ơn diễn giả và người chủ trì hôm nay, và xin một tràng pháo tay. Nhưng mà tối nay thì có sao lâu nhạc thì đó là buổi của tôi, thì vẫn để các chị xem rồi. Và ngày mai có như thế này, nhưng mà tôi biết là đây rất nhiều anh chị ở xa đến. Nên xin chân thành cảm ơn các chị các bạn, xin cảm ơn diễn giả và người chủ trì hôm nay, và xin một tràng pháo tay. Và tối nay thì có sao lâu nhạc thì đó là buổi của tôi, thì vẫn để các chị xem rồi. Và ngày mai có cái chương trình phải đăng ký, biết là tôi muốn giới thiệu các chị các bạn về cái mỹ thuật Đông Dương, cái khóa đầu tiên cũng như học sinh những cao đàm lên thì nhiều rồi Lê Phổ, Mai Trung Thứ, vân vân, những cái người đã tạo ra cái nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam đầu tiên. Và ở đây tôi nói chuyện chút, sau đó là mọi người sẽ được đến bảo tàng hoặc cái phòng lưu niệm để xem tranh, và có một chuyên gia về mỹ thuật sẽ hướng dẫn các chị đi xem. Đây là chương trình chuyên xe nghệ thuật cũng rất là thú vị. Thì có lẽ là anh chị nên theo dõi cả bảy qua mấy cái kênh trên Facebook, ví như là cà phê tự căn chỉ có và là cà phê thứ bảy Hà Nội, thì sẽ có các chương trình của Hà Nội. Cà phê thứ bảy nói chung là Sa Lông văn hóa cà thứ bảy sẽ có tất cả các chương trình của Sài Gòn Hà Nội, và cái có cái cà phê thứ bảy trẻ sẽ có chương trình cà phê thứ trẻ. Vì trong Sài Gòn có một cái, tôi có cái thư viện cà phê thứ bảy trẻ, nó hoạt động thực hiện rất là tốt. Thế anh chị mong các chị chú ý và theo dõi cà phê thứ bảy qua các trải nghiệm của cà phê thứ bảy. Cảm ơn. Kính thưa tất cả các diễn giả, cảm ơn Thi Dân Dũng. Hôm nay thì là chúng ta tiếp tục cái buổi thứ hai của cái chuỗi mà nói về tâm linh và AI. Lần trước chúng ta đã nói là trí tuệ phổ quát, thì lần này chúng ta nói về lý học. Đấy. Thì cái này nó thuộc về một cái phần đề tài tôi phụ trách, tức là nó nói một chút về giáo dục sáng tạo, nhưng mà chủ yếu là về cả tôi phải giải thích một chút là tại sao chúng ta nói chuyện về tâm linh ở đây, đúng không? Không có cái nói tuyên truyền về tính dị đoan thế nào. Và nó đặt mục tiêu là không những giáo dục mà còn là giáo hóa nữa. Tức là giáo hóa tức là làm sao cho cái hiểu xã hội về một số những vấn đề khó như vấn đề tâm linh chẳng hạn, nên hiểu thế nào cho đúng. Thì cá nhân tôi tất nhiên là cái chuyện này cũng rất là bị rất là nhiều các bạn làm tâm linh ném đá. Tức là tôi tin rằng là có thể khoa học có thể đối thoại với tâm linh được, để mà hiểu tâm linh trên cơ sở của khoa học. Tại vì khoa học là gì? Là một cái thứ khách quan, không thể dùng một cái niềm tin tâm linh A để cắt nghĩa cho niềm tin tâm linh B được. Tại vì các ông chỉ có nói xấu nhau thôi. Thế còn khoa học không phải là tâm linh cho nên mới đứng làm trọng tài được. Thì tôi nghĩ là cái tư duy khoa học là như vậy. Thì rất là may là tôi có nói chuyện với anh Trung, thì anh cũng là cái người mà anh Nguyễn Thế Trung là một cái nhà công nghệ rất là nổi tiếng, đúng không? Có tham gia vào cái dự án cái gì gọi là tri thức Việt số hóa, tôi tham vọng rất lớn. tôi thấy cơ mòi là thất bại ngay từ đầu, tôi cũng tham gia chút xíu rồi. Thế thì như anh Trung này còn đóng góp rất là nhiều, anh được Thủ tướng khen ngợi về vụ mà đóng góp về công nghệ thông tin cho Covid, có công lao rất là lớn. Tôi cũng quảng cáo anh Trung một chút. Thế còn điều thứ hai nữa là tôi thấy là anh Trung tuy là một cái nhà doanh nghiệp nhưng mà rất thích những cái điều biển vông. Thì
trung thành với câu nói của tôi, tức là không tiền bông sao dám tự xưng là người, kiểu như thế. Tức là đã là người thì phải tiền bông, đúng không? Thế thì mới có anh dân tụ chứ. Làm nhạc nữa, rồi là làm khoa học với các thứ đều là tiền bông cả. Thì hôm nay là cái tâm linh thì chúng ta nghĩ rằng là một cái gì đấy rất là huyền bí, nhưng mà tôi theo cách tôi suy nghĩ là bắt đầu từ cái triết học của Hy Lạp, từ thời trước Socrates, người ta đã bàn về là thế giới của chúng ta là thế giới vật chất. Đó, lúc đầu người ta nói là vật chất ấy là vật chất gì, người thì bảo lửa nước, rồi người thì bảo là ngũ hành âm dương rồi các thứ, ở châu Á mình thì âm dương ngũ hành. Nhưng mà sau đó thì Pythagore chắc là cũng không phải ông nghĩ ra, ông học đâu ở Ai Cập hay là Ấn Độ gì đó, ông nghĩ rằng là ở đằng sau của một cái sự vật không phải là chỉ có cái vật chất của nó, mà nó phải có một cái dạng thức mà sau này Plato gọi là form, mà tất cả những người làm khoa học đều là có cái niềm tin là đằng sau vật chất là bao giờ có dạng thức, tại vì là đằng sau một quy luật vật lý là một cái công thức. Tại sao công thức lại nói lên sự thật đó? Tức là vì vậy là không phải là chỉ có cái hạt đó bất động theo quỹ đạo đó, mà nó còn mang trong mình nó cả một cái công thức toán học nữa. Đấy, thì đấy là, và cái niềm tin ấy của các nhà khoa học thì cũng chẳng khác gì một niềm tin ở Chúa hay là một cái ý thức tối thượng cả. Đấy là, và ông Pythagore đi đến một cái kết luận là vậy là cái dạng thức đó, hay là mà cũng có thể là con số đó, một con số, nó chính là hồn của một sự vật đằng sau tất cả. Tại vì ông ta thấy rằng là một dạng thức, thí dụ như một tam giác vuông chẳng hạn, là có ba con số 3, 4, 5, tức là 3 bình phương cộng 4 bình phương và 5 bình phương, thì vậy là các con số nó biểu thị cái tính vuông của cái tam giác. Và ông lại tìm ra được quy luật của âm thanh nữa, tức là giữa các cái quãng 8 rồi các thứ thì nó có những quy luật về độ dài của dây đàn cẩn thận. Vì vậy là ông tin rằng các con số nó có một cái ma lực nào đó, và ông thờ các con số. Và cái niềm tin đó không phải chỉ ông Pythagore, mà ở khắp nơi có. Ở Trung Quốc thì chúng ta có tử vi, có bói rùa, đúng không? Có lý học thì anh Trung sẽ nói hôm nay. Ở Ấn Độ cũng có tử vi của Ấn Độ, ở Lưỡng Hà cũng có tử vi của Lưỡng Hà. Rồi chúng ta gần đây có tarot, rồi có bói bài, bói chén, tất cả thế đều dính đến các con số cả. Dường như con số nó có một cái quy luật gì đó. Và Pythagore phát hiện ra hai điều, tức không phải chỉ có con số, mà giữa các con số không phải ngẫu nhiên, mà nó có một sự hài hòa, nó gọi là harmony. Cái harmony là được các nhà triết học của Hy Lạp phát hiện ra đầu tiên, và đấy là niềm tin của tất cả nhà khoa học hiện nay. Mà sau này đến thời kỳ mà tìm ra cơ học lượng tử chẳng hạn ấy, thì là các học trò thường hay chế giễu ông Zimmerman với ông Bohr là hai nhà thần số học. Thế thì tôi muốn nói là tại sao đặt vấn đề như thế. Gần đây chúng ta, xã hội chúng ta nói nhiều về thần số học. Chúng ta cứ nghĩ thần số học là cái gì thần, rồi là tạo điều kiện cho những một số người bất lương kiếm tiền hay bị bợm gì đó bằng thần số học. Nhưng thần số học chỉ là một niềm tin là các con số nó có một sự hài hòa, và nó làm chủ cái sự vận động của chúng ta. Đấy, nó chỉ nói như thế thôi. Thì hôm nay là tôi rất là sung sướng là giới thiệu với anh, với cửa tọa là nhà công nghệ, rồi nhà lý học Nguyễn Thế Trung sẽ trình bày chúng ta về lý học, mà lại còn kết nối với lại những cái phát hiện mới nhất về não bộ, về tâm thần học, về khoa học về bộ não và về AI, trí tuệ nhân tạo. Đấy, toàn những cái mới cả. Và chúng ta ở đây đều có con nhỏ, đúng không? Thì các cháu sau này nên hướng đi theo ngành đấy. Tất cả học trò của tôi bé bé từ 10 tuổi đến 14 tuổi là tôi đều hướng các con đi học khoa học tâm thần hết. Xin cảm ơn anh Ánh Việt giới thiệu kỹ càng mà trân trọng quá. Xin hết đứng lên để chào mọi người. Tôi là Nguyễn Thế Trung, thì anh Việt cũng có giới thiệu rồi, thì tôi chỉ muốn trích một cái từ rất là hay. Thực ra là mọi cái sự tò mò của cá nhân tôi về những cái môn này ấy, hóa ra nó đến từ cái từ mà chính từ anh Việt nói, mà nó không phải là từ cái nghĩa của nó, mà là ngày xưa tôi mới
nghĩ rằng những cái từ viển vông ấy tại sao nó lại sinh ra trong cái ngôn ngữ Việt Nam? Thế thì tại sao chúng ta lại nghĩ là từ viển vông? Viển không có nghĩa mà vông không có nghĩa, nhưng từ viển vông thì ai cũng biết là nó có nghĩa. Thì tất cả ngữ pháp, tôi đọc tất cả sách ngữ pháp tiếng Việt thì đều không giải thích được cái việc này. Đến tận cái đây 10 năm, và con đường mà đi tìm hiểu tất cả những việc đấy chính là lý học. Không phải là vì viển vông mà vì thấy cái từ đấy nó lạ quá. Anh ạ, vâng. Thế thì trong buổi hôm nay thì tôi sẽ cố gắng đến cuối buổi chúng ta có thể có được cái chìa khóa để cùng giải thích tất cả những cái từ như vậy, để hiểu cái việc chúng ta đang nói với nhau như thế nào, nó có lý như thế nào, cho nó được gọi là lý học. Xin phép bây giờ cho ngồi xuống để trình bày. Thế thì cá nhân tôi thì được học khá là nhiều thầy về các môn, và đặc biệt là sau một thời gian học thì chúng tôi cũng đi trải nghiệm các cái tôn giáo khác nhau. Cụ thể là tôi tham gia làm giáo dục ở bên Công giáo, ở bên Philippines, Hồi giáo ở bên Indo và Ả Rập Saudi. Thì đi và học được tiếp xúc rất là nhiều. Thế còn tất nhiên ở Việt Nam thì tôi có người thầy là thầy Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Vũ Diệu, thầy Thiên Sứ. Và có những nhà sư họ chỉ tu một mình ở trên núi Yên Tử. Thì qua những cái trải nghiệm này thì tôi được kiểm định những cái điều mà mình suy nghĩ, và cũng điều chỉnh lại những cái thứ mà mình nghĩ chưa đúng. Thế thì cái bài trình bày của tôi ngày hôm nay thì để thực ra thì bài này cũng có thể trình bày trong một giờ, một ngày, một tháng hoặc là một năm cũng được, vì nó có rất là nhiều thông tin. Thế nhưng mà chắc là anh Việt thì cho phép là trong một giờ. Vâng. Cho nên là sẽ cố gắng là trình bày rất là nhanh. Hơn tí cũng được, cộng trừ 15 phút. Có cái tổng quan về tâm linh và tôn giáo, cũng như là tiến bộ mới về đa trí tuệ nhân tạo trong khoa học, và tại sao ấy, chúng ta lại phải đặt lại cái vấn đề về tâm linh và tôn giáo tại thời điểm này. Vì nếu như mà cứ như cũ thì chắc là cũng không sao. Như anh Việt nói lần trước ấy, là khoa học đã giúp chúng ta có một cuộc sống rất là tốt ngày hôm nay rồi. Đấy, thế nhưng mà rõ ràng là với cái chuyện có trí tuệ, có cái hình thức trí tuệ mới, mà thậm chí là có thể thông minh hơn khá nhiều con người, nếu không nói là tất cả con người, thì cái gì sẽ cứu rỗi, tâm linh và tôn giáo đóng vai trò như thế nào. Và tôi cũng đề xuất một cách tiếp cận. Và để tiếp cận ấy thì phải có một cái nguyên liệu gì đấy. Thì tôi cứ mạo muội là đề xuất là cái nguyên liệu chính là lý học và đóng góp từ tri thức và văn hóa Việt Nam. Tôi ở trong Trung tâm Lý học Đông Phương, tôi vốn là phó giám đốc của trung tâm này, thì có nghiên cứu nhiều năm, và trong bài hôm nay thì chúng tôi sẽ nói đến một số kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Năm cái hình này thì đều là những hình cũng khá là quen thuộc với mọi người rồi. Nhưng mà nếu mà cái hay nhất là hóa ra cách đây 40.000 năm trong hang, những hình kia đã mang những cái biểu tượng mà sau này nó cũng đã xuất hiện trở lại. Ví dụ như là cái Satiska là cái chiều quay của vũ trụ hay là chiều của Phật Pháp nữa. Và nó chuyển sang âm dương, và âm dương Việt Nam. Cũng như gần đây đến 1915 người ta đo được sóng hấp dẫn thì nó có hình như thế này nữa. Và bây giờ 1980 thì Roger Penrose và Amiroff cũng có nói là có thể có lượng tử trong não, nó cũng sẽ là một dạng như vậy. Thì ra cái năm cái hình này là tương đối mang tính biểu tượng. Để chúng ta có thể thấy rằng một bên kia có vẻ như là tâm linh và tôn giáo, bên này là khoa học. Thành ra để tôi xin giới thiệu một chút về cái hình này. Đặt vấn đề là tâm linh tôn giáo khoa học thì chúng ta nghĩ rằng mâu thuẫn. Thế nhưng mà cái như tôi nói ngày hôm nay ấy, là nếu mà chúng ta không nhìn thấy một cái lời giải trong cái tương lai, khi mà những cái loại trí tuệ hơn Việt Nam, hơn con người mà nó xuất hiện, thì nó có thể rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Đấy, có rất nhiều người làm ra AI đã nói chuyện là có khoảng 2-8% là AI và AGI có thể sẽ xóa sổ con người, bởi vì nó trở nên quá thông minh. Thế kể cả nó chỉ là 0,2% thì chúng ta cũng phải suy nghĩ đến việc này. Thế và khoa học thì rất tiếc là đến bây giờ thì chưa giải thích được cái câu chuyện của AI và đoán định được là nó sẽ đi đâu về đâu. Thì cũng có thể là một cái thời điểm tốt mà chúng ta nghĩ thêm về những cái công cụ khác như là tâm linh và tôn giáo, là những công cụ đã dùng trong rất nhiều nghìn năm. Thế thì nhưng tất nhiên là phải dùng được, chứ không phải là được mặc khải thì mới dùng được. Thế thì cái ảnh này là Đà Lạt Đại Ma thì cũng trao đổi một giáo sư Nhật về thần kinh trong cái diễn đàn. Thì trước hết là chúng ta nhìn thấy là chúng ta là con người rất là may mắn, bởi vì trong cái lịch sử hình thành của vũ trụ và đến khi chúng ta tồn tại ngày hôm nay là trong 15, tức là khoảng 3,5 tỷ năm, thì thực ra chúng ta mới chỉ xuất hiện khoảng 50.000 năm, nếu mà nói về giống Homo sapiens. Mà được coi là bắt đầu có cái hình thành nên con người ngày hôm nay. Thì như vậy chúng ta là
rơi vào xác suất là 15 phần triệu. Thế thì bất cứ cái việc gì mà chúng ta rơi cái suất 15 phần triệu là phải cực kỳ nhỏ, nó tương đương với khoảng 1 phần 10 vạn, không phải mấy phần 10 vạn. Thế thì chúng ta rất là may mắn, trong 3,5 tỷ năm đấy tự nhiên có 50.000 năm gần đây nó sinh ra chúng ta. Và chúng ta vượt lên, chúng ta có một loạt, chúng ta nhìn thấy đây thì thực ra phải 2,5 triệu năm trước thì mới có cái chi Homo xuất hiện. Rồi 300.000 năm trước thì mới có cái Homo sapiens được coi là có vẻ như phù hợp với cái giải phẫu hiện đại ngày hôm nay. Và suy nghĩ thông minh thì khoảng 50.000 năm. Đấy là những cái hình, cái lúc mà người ta bắt đầu có những cái dấu vết của trí tuệ, ví dụ như là hình vẽ trong hang đá hay là một số cái gạch ở trên đá. Thế thì nếu chúng ta nhìn cụ thể hơn từ cái chuyện là người Homo sapiens mà bị hình thành đến chúng ta ngày hôm nay thì nó đã đi qua rất nhiều cái giai đoạn. Trong đấy đặc biệt là có cái phát triển cấu trúc, tức là có quần tụ này, rồi có nhận thức này, rồi có trí tưởng tượng này, có biểu đạt sáng tạo, tức là vẽ vời được, rồi có thực hành tôn giáo. Và chúng ta lưu ý là thực hành tôn giáo là nếu theo cái mốc này khoảng 20.000 năm. Thế và sau đó thì bắt đầu có lao động nông nghiệp. Thì trên cơ sở lao động nông nghiệp thì nó dẫn đến là tôn giáo có tổ chức, rồi có một cái tư tưởng triết học và tâm linh. Và 1.000 năm gần đây thì chúng ta bắt đầu có hội nhập tâm linh và khoa học. Trong đấy liên tục hai bên là đặt vấn đề với nhau. Thực ra thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận rằng là những cái phát triển của khoa học đầu tiên ấy thì cũng do là cái bên công giáo họ cũng rất là thúc đẩy cái việc này. Và tất nhiên là khi đưa ra việc mới thì nó có những cái phản đối. Cái phần chống tiếp theo là phần khá là thú vị, nhưng trước khi đến đấy thì tôi muốn nói là như này. Thực ra cái lịch trình vừa rồi ấy, chúng ta thấy là rất nhiều nơi đưa ra giống như vậy. Nhưng gần đây có những cái phát hiện mới nhất về khảo cổ học thì họ thấy rằng là ngoài cái giống Homo sapiens thì có cái Homo naledi ở cái Rising Star, cái hang này thì nó khoảng cái đều khoảng 260.000 năm hay đến 300.000 năm là có đo độ carbon rất rõ ràng. Và đặc biệt là họ làm rất kỹ lưỡng trong nhiều năm thì họ mới khai quật được lên là những cái xương này ấy, là được sắp đặt như là được chôn ở đấy và chôn trên nhiều đời. tức là có lớp này sau vài chục năm sau lại có lớp khác chôn lên và được chôn một cách khá là nghiêm cẩn. Và người ta đặt vấn đề như vậy phải chăng là đã có cái thực hành về nghi lễ thì, và nếu như vậy thì tâm linh của tôn giáo có thể là sẽ sớm hơn cái mốc 20.000 năm rất nhiều, từ khoảng 300.000 năm. Thế thì đây là những cái bài báo khảo cổ rất là cụ thể, mọi người có thể tra cứu. Thế thì nếu mà nhìn lại cái cột mốc này thì như vậy ấy, cái việc thực hành tâm linh có thể nó không phải là đến khi mà con người đã có thông minh thì chúng ta mới thực hành tâm linh, thậm chí nó xa xưa hơn rất nhiều. Đấy, và câu chuyện ngày hôm nay ấy, là có rất nhiều dự báo, tôi không thời gian, nếu mà ai đi sâu vào AI thì có thể xem được rằng là 10 năm nữa, ví dụ những người mạnh mẽ như Elon Musk thì nói là khoảng 10 năm nữa thì sẽ có AGI, tức là cái trí thông minh hoàn toàn. Được gọi là thông minh hoàn toàn, tức là nó sẽ thông minh hơn tất cả con người cộng lại. Tất cả, chứ không phải bất cứ một người nào. Nó có thể làm được tất cả mọi việc mà chúng ta làm được, để tất cả chúng ta cộng lại. Và như vậy thì 100 năm nữa nó có thể có những cái loài mới. Loài mới của nó gồm có là nếu như mà chúng ta may mắn thì nó sẽ sinh ra cái loài gọi là superhuman, tức là AI cộng với con người. Thì con người sẽ thông minh hơn, bởi vì chúng ta lại dùng lại được cái loại AI mà nó thông minh hơn mình, gắn vào với mình, thì mình sẽ là 1 cộng với nó thì lớn hơn 1. Thế như chúng ta thể là một dạng cyborg, tức là lúc đấy là máy người gắn với nhau, chúng ta không hoàn toàn là người nữa. Đấy, và đến cuối cùng là có thể là hoàn toàn một loài là máy, và nó không còn cái tính người trong đấy nhiều nữa. Thì cái này có thể xảy trong 100 năm. Đấy, và nếu 1.000 năm nữa thì liệu loài người như chúng ta biết thì có còn tồn tại hay không? Cái câu hỏi là Chúa có cho phép việc này xảy ra hay không? Thì nếu mà nói về mặt xác suất thì cũng không có gì cả, đúng không? Chúng ta 50.000 năm trong 3,5 tỷ năm thì sau đó thay thế, có thể nó chìm đi một thời gian thì có một cái loại người khác không sao cả. Nhưng mà đây là vấn đề rất là thời sự. Nếu mà ai quan tâm đến AI, ngành của tôi làm công nghệ, cũng xin nói một chút về mặt background thì ngoài chuyện làm công nghệ thì tôi là dân thi toán quốc tế, còn về mặt logic toán là đảm bảo là toán đến lớp 12 là rất tốt. Sau đấy thì không chắc chắn, hôm nay có cái IMO 50 năm nhưng mà sau buổi này tôi sẽ tham dự. Đấy, cho nên là những cái gì tôi nói tôi cố gắng là khẳng định về mặt logic nó rất là đúng về mặt toán học. Thế thì chúng ta nhìn thấy đây là bên cái biểu đồ bên tay phải ấy, thì người ta thấy rằng bộ não mất khoảng 250 triệu năm từ cái loài gọi là những cái loài trùng nhỏ nhất đến khi trở thành
khỉ vượn rồi thành Homo sapiens thành người, và phát triển những cái thành phần trong não đến ngày như chúng ta ngày hôm nay thì mất khoảng 250 triệu năm. Thế còn toàn bộ cái quá trình tương tự như vậy của AI, của trí tuệ nhân tạo, từ lúc nó bắt đầu có cái neural network đầu tiên, khi tôi học thì tôi nhớ thì mới bắt đầu nói lý thuyết và bắt đầu người ta làm dần, thì có lẽ chỉ mất khoảng 30 năm thì nó sẽ vượt qua tất cả những cái thứ mà chúng ta đang nghĩ não bộ chúng ta, nếu như là một bộ máy cơ học làm được thì nó sẽ làm được. Thế thì đấy là cái câu chuyện mà đặt ra là chúng ta cần phải nghiên cứu đến cũng phải tìm đến những cái phương tiện mới, và trước khi tìm đến sử dụng nó thì nên hiểu rõ nó là gì. Thế thì tâm linh là gì? Thế định tâm linh thì là ngày trước thì có rất nhiều những cái định nghĩa, và thực ra thì chưa có một định nghĩa nó chuẩn hết, nhưng có cái cuốn về spirituality của nhà xuất bản Oxford thì họ cũng thống kê lại, họ nói tâm linh thì nói chung là được coi là nó tìm kiếm cái điều thiêng liêng mang một tính ý nghĩa toàn vẹn, tìm kiếm ý nghĩa và hướng đến một cái giá trị tối thượng, chứ nó không phải chỉ là những cái khả năng đặc biệt hay là một cái theo đuổi một cái gì đấy huyền bí đó. Đấy, thế thì cái quan trọng nhất là nó họ chia thành ba loại hình tâm linh. Thứ nhất là tâm linh tôn giáo, tức là hầu hết tất cả những tôn giáo đều đi theo những khuôn khổ truyền thống về niềm tin siêu việt và gắn với cả các cái thực hành tâm linh. Thứ hai là tâm linh bí truyền, thì cái này tâm linh bí truyền là một lĩnh vực rất rất khó để mà có thể giả soát cũng như là chúng ta nghiên cứu sâu. Tuy nhiên thì hiện nay thì người ta nghiêng về là cái loại thứ ba là hiểu biết thế tục, tức là secular understanding, tức là cái tâm linh nó nôm na là tâm linh gắn với khoa học ấy, thì cũng đang phát triển rất là mạnh, tức là có những tích hợp yếu tố tâm lý và triết học, người ta sẽ cố gắng hiểu những cái trải nghiệm tâm linh, những hoạt động tâm linh đấy, chứ không phải là coi đấy là mặc định là ai đó cho mình cái quyền đấy. Thế thì tôi có thể khẳng định là trong cái phần cá nhân tôi có thể giải quyết được vấn đề về tâm linh tôn giáo và hiểu biết thế tục. Còn những gì liên quan đến tâm linh bí truyền thực ra nó đang vượt xa cái khả năng của tôi, mặc dù là tôi chứng kiến rất nhiều lần chuyện Homer gọi gió điều khiển từ xa, cỡ bảo cái cây đằng trước khoảng 20 mét gãy cành đi xảy ra, rồi chuyện đấy hoàn toàn có thật. Tôi hay là bịt mắt lái xe đọc báo, tất cả những cái hiện tượng huyền bí là có thật, thì hiện giờ thì chúng tôi chưa giải quyết được hết, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu rất là thú vị về tâm linh tôn giáo cũng như là những cái hiểu biết thế tục, và đây là cái con đường mà có thể mở ra để khoa học có thể tiếp cận được. Thế còn đôi khi là ngay cả trong lượng tử thì khoa học còn chưa đo được chính xác, thì bảo đo tâm linh bí truyền chắc hơi khó, đúng không ạ? Thế thì đến việc tiếp theo chúng ta nói thì đi vào tâm linh, chúng ta nói đến tôn giáo, đúng không ạ? Thế tôn giáo thì chúng ta thấy rằng là cũng khoảng cách đây khoảng 4.000 năm thì coi như là có cái sự phát triển ban đầu, có thể xa nữa. Thực ra bây giờ cũng có rất nhiều những cái nghi vấn, ví dụ như là những cái kim tự tháp của Ai Cập, hay gần đây thì họ có kim tự tháp ở Indonesia thì nói rằng thậm chí là nó còn trước của Ai Cập hàng 20.000 năm cơ. Thế thì nếu mà nó là một cái đền của tôn giáo, nếu không phải là một cái nhà của người ngoài hành tinh mà là một cái đền tôn giáo, thì có thể tôn giáo xa hơn nữa. Nhưng mà thôi, chúng ta những gì ghi lại chúng ta biết rằng là Ấn Độ giáo và Hỏa giáo là rất là rõ ràng, cái này khoảng 4.000 năm, và 3.000 năm chúng ta có Do Thái giáo, và sau đó thì trong cái giai đoạn rất là thú vị, tức là khoảng 500 năm trước công nguyên, thì chúng ta song song là vừa có Kitô giáo, vừa có Phật giáo, Nho giáo và Hồi giáo. Tất nhiên Hồi giáo thì sau một chút, vì Hồi giáo là một kết quả trong cái chuỗi của Kitô giáo. Thế nhưng mà rõ ràng là việc có đạo Phật rồi Nho giáo ở Đông Á, hay là ông Phật rồi ông Khổng Tử rồi ông Giê-xu là ở trong thời gian khá là gần nhau, và cái mốc đấy rất là thú vị, và sau đấy chúng ta mở ra, từ đến giờ chúng ta chưa thấy có thêm những người ở cái cấp độ như vậy. Thế thì về tổng hợp các tôn giáo này thì có vài cái ý mà chúng ta cần cân nhắc, tức là chúng ta ở Việt Nam ấy, thì bởi vì là Phật giáo cũng không có ghi vào trong lý lịch cho nên chúng ta không thống kê, và cũng tự coi mình là Phật giáo vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đi ra nước ngoài thì cái việc thống kê nó khá là chính thức, và chúng ta thấy rằng là thế giới thì có một lượng lớn những người được thống kê là đi theo tôn giáo, trong đó Cơ Đốc giáo chiếm khoảng 2,3 tỷ, Hồi giáo 1,8 tỷ, Hindu giáo 1,2 tỷ, thì số này đã chiếm khoảng một nửa thế giới rồi. Thế còn chúng ta nếu Phật giáo thì khoảng hơn 500 triệu.
Tất nhiên là do những nước như là Việt Nam, Trung Quốc là không có đăng ký rõ ràng việc này. Thế nhưng mà ngay những cái tôn giáo chính này thôi thì chúng ta thấy là cũng có những cái sự rất là khác nhau. Mục tiêu thì đều là tốt đẹp, có những người đa phần là hướng đến một cái cuộc sống cho cá nhân và cộng đồng, và có những cái mục tiêu thì mang tính triết học rất là cao, ví dụ như là Hindu giáo thực ra là yêu cầu người ta có bổn phận hành động và giải thoát. Thế còn các mục tiêu khác thì mục tiêu vị nhân sinh, như chúng tôi đi ở các nước Hồi giáo ấy, thì họ không có phức tạp gì cả. Mục tiêu của họ chỉ đơn giản là làm từ thiện, làm sao để những người nghèo nhất trên thế giới có thể sống sót được, ở những chỗ khổ nhất có thể sống được. Ví dụ như là tại sao Hồi giáo ở sa mạc họ rất là nhiều, vì họ sẵn sàng là giúp nhau để có thể sống được trong những cuộc sống, những cái nơi rất khó khăn như vậy. Họ có một cái niềm tin rất đơn giản, nếu tôi có thể giúp được ai đấy, tôi có thể làm từ thiện ai đấy thì đấy là cái tôn giáo của tôi. Thế và cũng có những cái điều khác nhau trong các tôn giáo này. Có tôn giáo thì tin là có một ngôi Thiên Chúa, đặc biệt là Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo thì có một cái yêu cầu là nếu mà chúng ta đã tin vào Chúa là chỉ có một Chúa đấy thôi, còn các Chúa khác thì không phải. Thế và rồi Hồi giáo cũng vậy, cũng tin vào một Chúa, một Thiên Chúa. Nhưng mà ví dụ như Hindu giáo thì lại có thể nhiều vị thần, không nói rõ đấy là Thiên Chúa hay không, nhưng mặc dù có nói đến Brahma như là một cái đấng tối thượng. Thế có cái điều khác nhau, cái điều kỳ lạ là Cơ Đốc giáo, Hồi giáo hay là Do Thái giáo thực ra là ngày xưa đều cùng là một Chúa, cùng một Thiên Chúa. Sau đó thì Chúa đấy sinh ra các người con khác nhau, thì mỗi người con lại sinh ra một tôn giáo khác nhau. Cho nên về sâu xa họ đều tin vào cùng một ông Chúa, nhưng họ đang thờ cái hiện thân của ông Chúa đấy khác nhau, và vì thế nó có những sự khác nhau. Thì chúng ta nhìn thấy là như vậy là nó cũng rất là phong phú trong cái câu chuyện về tôn giáo, nhưng nó có mấy cái ý chính. Thứ nhất là nó đều hướng đến cái cuộc sống của con người, không rất ít ngoài Hindu giáo là nói khá nhiều về vạn vật, thì đa phần là đưa ra cái cách sống cho chúng ta, và vì thế người ta vẫn nói là tôn giáo là một cái phương tiện mà giúp cho con người có thể khám phá ra những cái gì đó cao hơn là một mình có thể làm được. Đấy, thì đấy là cái mục tiêu của tôn giáo. Như vậy tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nhìn nhận từ cái mục tiêu đấy. Còn cái cách người ta tổ chức như thế nào để thực hiện cái việc thực hành cái tôn giáo đấy thì đấy là chuyện cũng là do con người đặt ra mà thôi. Nó phù hợp với văn hóa. Vâng. Thế thì trong cái báo cáo về tôn giáo 2023 trên toàn cầu ấy, mới nhất năm 2023 chúng ta thấy rằng có những cái xu hướng rất là hay về tôn giáo chúng ta cần lưu ý. Tức là 60% trên 26 quốc gia này, không nhất thiết là không có Việt Nam. Báo cáo này thì hoàn toàn trên internet thôi, thì là xác định là có, là họ vẫn theo tôn giáo ngày hôm nay. Nhưng tuy nhiên là có những sự suy giảm của các nước phương Tây, và giới trẻ thì bây giờ đang có một xu hướng rất là phổ biến, tức là giới trẻ thực hành tâm linh nhưng không nhất thiết là phải đi theo tôn giáo. Thế thì như vậy đến lúc này tâm linh lại đóng cái vai trò tương đối là quan trọng đấy, và nó sẽ đa dạng hóa các thực hành tâm linh này. Đây một số con số chúng ta có thể nhìn, ví dụ đây là 46% là liên quan đến Cơ Đốc giáo, 6% là Hồi giáo, là cái số mà người ta survey đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là 44% nói rằng là tôi sẽ đi lễ ở nhà thờ, tôi lễ ở một cái nơi không phải nhà mình. Thế nhưng mà 28% thì nói là chúng tôi 28% sẽ đi lễ ở ngoài, còn 44% có thể lễ tại nhà. Tức là tu tại gia đang tăng lên so với cả tu ở chùa trên toàn thế giới, chứ không phải là đấy. Và với người trẻ chúng ta thấy rằng là cái Gen Z, tức là những cái bạn sinh năm sau năm 2000 thì là có cái xu hướng là ở các nước mà phát triển ấy thì cũng tăng lên, nhưng mà rất nhiều nước khác thì đang giảm đi về cái chuyện mà gọi là tu tại gia. Thế còn nếu mà tu tại chùa thì là cơ bản là việc cũng đang tăng lên, tức là cái việc đi chùa lại cũng đang tăng lên trong giới trẻ, chứ không phải như chúng ta nghĩ rằng là một cái xã hội hiện đại là cái việc này giảm đi được. Càng ngày càng dư vật giảm thế thì và cái survey này thì nói rằng 61% tin vào có Chúa, còn đấy 40% thì nói rõ là Chúa là cụ thể ở trong các cái kinh thánh hay là kinh Quran. Thế còn có những 20% thì tin rằng là có Chúa nhưng mà không cụ thể đấy là ai. Thế còn chỉ có 21% là
20% thì là không nghĩ rằng là Chúa có cái quyền năng cao hơn tất cả. Thì đây là những cái con số rất là thú vị, chúng ta có thể xem thêm. Thì bây giờ sau khi nói về tôn giáo, nói sơ về tâm linh ấy, thì tôi cũng lên tôi tra, thì hóa ra là cái trang về tâm linh, gọi là bói toán tâm linh của Wikipedia của Việt Nam thì nó lại nhiều hơn của Anh rất là nhiều, bằng tiếng Anh rất là nhiều. Bởi chúng ta rất quan tâm và chúng ta thống kê rất nhiều ở trên này. Chúng ta thấy rằng đây nó có khoảng đến, tôi không đếm hết, nhưng hàng trăm cái loại bói toán và tâm linh khác nhau được thống kê ở trên cái trang Wikipedia Việt Nam. Còn nếu mà tiếng Anh không được như thế này. Và nó từ tất cả các phương trời khác nhau, bằng các hình thức khác nhau. Từ lúc là từ nhìn mây bay cũng có thể đoán được, hay là ngày xưa tôi có ông thầy dạy toán chuyên môn là rót chè ra, rồi nhìn cái chén chè như thế nào những người đoán được, không thấy ai đến để đúng thứ. Họ có thể dùng bất cứ một cái hiện tượng nào để họ có thể gắn với bói toán và họ coi đấy là tâm linh. Đấy là một câu chuyện rất là bình thường đó. Thế thì đấy là tôi đi qua cách hiểu về tôn giáo và tâm linh. Và bây giờ chúng ta, vừa tôi đã trình bày mấy cái video này rất là nhanh, cái tôi muốn nói ở đây ấy, không có thời gian để xem hết 4 video này đâu. Nhưng mà cái tôi muốn nói về chuyện 10 năm mà nó có thể có một cái giống loài thông minh, trí tuệ hơn chúng ta và có nguy cơ ấy, là nó đang rất hiện thực hóa. Ví dụ đây là cái video đầu tiên thì nó sẽ cỡ khoảng đây là video của cái con robot của Tesla đúng không? Họ chuyển làm từ ô tô bây giờ chuyển sang là do mạng bị ngắt à, đúng không? Kết nối chưa? Vừa kết nối nhưng mà chưa lâu không dùng được ngắt lâu quá nó ngắt. Thì nói sơ qua như này, trước khi tôi đi nhanh về các video không thời gian, tức là trong cỡ khoảng 6 tháng vừa qua thì nó có những cái kết quả được công bố ra ngoài rộng rãi, và chúng ta nếu mà chúng ta kết nối quả này lại thì việc 10 năm tới mà có những cái giống loài mới hoàn toàn vượt trội so với con người là rất khả thi. Thì tôi có lấy ra một vài video đây để minh họa việc đấy. Ví dụ đây là cái video của về nó vẫn chia sẻ nhỉ. Em để cái này là YouTube. Tự nhiên mình nói chuyện là 10 năm nữa rồi, chứ còn bây giờ thì laptop nó vẫn có thể trục trặc. Về cái giống loài mới thì tôi giới thiệu mọi người cái bộ của Harari, cái bộ Homo sapiens với Homo Deus, đúng không? Thì ông cũng có quan điểm rất là tương lai của chúng ta là sẽ có một giống loài mới, và con người thì càng ngày sẽ trở nên gọi là bất lão, không bất tử nha, bất lão. Bất tử nghĩa là có đánh cũng không chết. Thì gọi là bất tử, dù chỉ có thần thôi thì chúng ta vẫn chết, tức là vẫn rơi máy bay thì chết, vẫn chết như thường. Nhưng mà bất lão theo nghĩa là cái bộ phận nào già thay luôn, tức là công nghệ nó hiện đại thế, tức là tay xấu bỏ, mặt xấu bỏ luôn cái mặt, lắp cái mặt khác đẹp hơn vào. Tức là con người ta sau này là cứ thay hết, cái gì già là thay. Thế gọi là bất lão. Nó có cái chữ là immortal, tức là bất tử, nhưng mà bây giờ có chữ immortal là bất lão. Bất lão. Thì cái con Optimus này là theo dự đoán của Tesla, tất nhiên là Elon Musk thì hay nói quá lên, nhưng mà cỡ là khoảng 5 năm tới thì sẽ có khoảng 1 tỷ con này phục vụ cho các nhà máy trên toàn thế giới. Con này có khả năng là hoàn toàn là, đặc biệt là cái tay của nó là cực kỳ linh hoạt. Khó nhất của robot là thiết kế ra cái tay, mắt nhìn đến đâu tay có thể làm thế. Cái những cái việc mà chúng ta nghĩ là khó thì robot nó làm rất là dễ, nhưng những việc chúng ta nghĩ là rất là dễ thì cầm cái cốc này lên mà uống cho nó chuẩn thì robot lại làm rất là khó. Thế nhưng mà Optimus đã đột phá trong cái câu chuyện là đã giải quyết được cái tay này, vì họ lắp tất cả cái motor nằm ở trên cánh tay, cũng là nghiên cứu giải phẫu học. Ngày xưa lắp ở trên cái bàn tay thì nó nặng quá, nó không làm được.
Thế thì có, nếu chúng ta có 1 tỷ con robot này chắc là cứ khoảng 10 năm có thể có khoảng 100 tỷ sản xuất được. Thì đây là cái bài báo cáo của Elon Musk ra để xin tài trợ tiếp cho cái chương trình của Tesla. Nguy hiểm quá, thất nghiệp. Thế cái loại thứ hai là cái loại robot gắn vào người đó, tức là robot với người, chúng tôi nói đến là gọi là cyborg đó. Thì chúng ta nói là cyborg chắc là nó xa xôi lắm, nhưng thực ra ở bên Nhật thì họ đã nghĩ ra cái việc gắn cái cánh tay. Thì người đợi chút, cái này là câu phần quảng cáo. Đây phải bấm cho bên này. Rồi. Thì những cánh tay phụ này ấy, khi ta lắp theo dọc cái sống lưng ấy, thì nó sẽ nhận được cái thông tin và nó sẽ hoạt động hài hòa với hai cánh tay chính của mình, chứ không phải là mình phải điều khiển nó bằng ra lệnh nữa. Ví dụ cái tay ta muốn cầm cái này thì trong lúc đấy là muốn ăn trộm cái cốc nước của bác Việt là vẫn tay khác vòng ra đằng sau lấy được bình thường, nó hoạt động rất hài hòa của chúng ta. Nhưng chúng ta có nhiều tay, trường hợp này là ông đã làm đến 4-6 tay. Thì đây là một cái dạng cyborg. Cyborg này bây giờ cơ bản dùng để biểu diễn nghệ thuật ở bên Nhật, vì nó múa sẽ rất là đẹp. Thay vì chỉ có hai tay hai chân thì giờ nó 6 tay và nó tạo ra những cảm giác rất là hấp dẫn nữa. Một cái này họ ra 1 năm rồi. Cái tiếp theo là cái này thì khủng khiếp. Cái này thì là thực ra Neuralink. Trước đây thì nó chỉ nói là đây là một cái ý tưởng thôi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì đã xong một bệnh nhân thứ nhất đã được cấy này, và trong tuần trước thì là có bệnh nhân thứ hai, và trong năm nay thì Neuralink sẽ có khoảng 10 bệnh nhân, và đến khoảng 5 năm thì sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân, và hết 1.000 bệnh nhân thì có thể là sản phẩm phải được thương mại hóa. Thì tôi nói một chút là cái sản phẩm này là gì. Nó là giống như cái đồng xu và nó có 64 cái sợi mà con robot nó sẽ mổ, nó đưa vào trong não của chúng ta để nó gắn vào từng cái neuron mà chúng ta muốn dùng để điều khiển, hoặc là chúng ta muốn nó lấy thông tin. Thế thì việc này nó làm được gì là có thể tua nhanh. Đây ví dụ, đây là cái hình ấy. nó sẽ cấy vào như thế này, và hiện giờ thì cái ca mổ này được thực hiện bởi người và máy thì nó mất khoảng 3 tiếng rưỡi, nhưng mà trong vòng khoảng 3 năm thì các bạn đang phấn đấu là máy mổ hoàn toàn và mất khoảng 3 phút rưỡi. Thế thì mọi người hình dung là trong 3 phút rưỡi thì nó làm được cái việc là cái thiết bị này thì họ chế tạo được rồi, họ sẽ làm tốt hơn, nhưng mà nó đạt được cái 64 và sau này có thể là 1.024 cái sợi đấy tìm đúng cái neuron ở trong não của mình để nhận cái tín hiệu. Và vì nó mổ trong có 3 phút rưỡi cho nên là chúng ta cũng không cần phải đợi đến người bệnh nhân nữa, mà người thường hoàn toàn có thể thích thì có thể dùng. Thế dùng để làm gì ạ? Dùng là để có thể là thần giao cách cảm với nhau. Tôi với anh Việt đấu hai cái này vào đầu ấy thì không phải nói nữa, chỉ cần nghĩ ra đâu thì cái thông tin đấy nó lại truyền qua internet sang anh Việt này, đấy là anh Việt biết hết. Và đặc biệt ấy là nó sẽ tạo ra một hình thức là giao diện mới, vì là dùng trên điện thoại người ta đánh rất là chậm, và nó sẽ giúp con người thực ra ấy, ngoài cái chuyện là để tán gẫu với nhau thì nó giúp cho con người có thể xử lý thông tin cùng với máy nhanh hơn rất nhiều. Mình nghĩ ra cái gì thì máy nó đang nắm được cái việc đấy và nó xử lý, thì chúng ta cũng trở nên mạnh hơn là vì thế. Chúng ta ra lệnh cho máy gần như là một bộ phận của mình. Còn hiện nay chúng ta nghĩ ra cái gì chúng ta lại phải ngồi chúng ta đánh vào đây, đánh sai nó lại trả lời sai mất. Cho nên nó tăng cái năng lực của con người là vì như vậy. Đấy thì cái này gọi là Neuralink. Thế thì cái bệnh nhân này thì ở cùng với bang của hai con tôi đang ở Arizona, thì anh này cũng đã bắt đầu chơi game được rồi và bắt đầu điều khiển được, và bây giờ cái tốc độ mà để truyền tin từ cái cục đấy sang cái điện thoại này của mình ấy, thì nó tương đương với cái modem ngày xưa nó vào internet. Còn nhưng mà trong vòng 1 năm thì cái tốc độ nó sẽ ngang cái chuyện chúng ta truyền dữ liệu trên internet ngày hôm nay, và như vậy nó tăng cái độ truyền thông cho con người ta có khả năng sử dụng. Thế đấy là họ mới nói một nửa thôi, nửa đấy là nửa lấy dữ liệu từ não của chúng ta ra truyền lại cho chỗ khác để sử dụng. Thế còn cái nửa mà từ chỗ khác muốn truyền vào cái gì vào não của mình thì sao, thì việc đấy hoàn toàn khả thi. Thì đây là cái video này tôi nghĩ mới là đáng ngại hơn. Anh Việt thì có nhắc đến hôm nay về cái buổi hôm trước rồi. Michael Levin là một giáo viên ở trường Đại học Tufts, vốn là dân công nghệ thông tin, nhưng bây giờ đi về nghiên cứu về điện tử sinh học. Thì ông này ông làm một cái
việc rằng là ông tin rằng ấy là mỗi tế bào là có đều có trí thông minh, chứ không phải chỉ có não có trí thông minh. À, và nếu mà ai học về y ấy, thì chúng ta biết rằng là đa phần các tế bào của chúng ta cấu tạo ban đầu là giống nhau, và vấn đề là nó được lệnh để làm gì thì nó sẽ biến thành cái đấy. Nó có thể biến thành, lúc thì biến thành ngón chân, biến thành cái mắt, hay biến thành cái mũi, là vì là có một cái cơ quan thần kinh nói rằng cái tế bào này cần được nhân lên theo cái hướng như vậy. Thế thì đấy là cái mà ai mà học về y khoa thì đều biết. Thế nhưng mà từ trước nay thì cái cơ chế mà điều khiển những cái tế bào để nó thành ra cái gì thì nó khá là huyền bí. Thế nhưng mà nó cứ nghĩ rằng là do tiến hóa một thời gian thì là động vật là phải như thế, con người là phải như thế. Hiện nay thì cái phòng lab này thì nó nghiên cứu được cái cách là dùng điện từ ion là đấu vào từng tế bào và ra lệnh cho tế bào đấy trở thành cái gì. Thế cho nên nó mới có những cái trường hợp như sau. Có trường hợp là đây là họ ra lệnh. Họ ra lệnh cho trên cái con trùng này. Họ ra lệnh cho một cái phần tế bào là hãy trở thành mắt đi. Nó đầu tiên nó chỉ là cái thân của con trùng ở phía đuôi đấy. Thế bảo nó trở thành mắt đi. Và họ theo dõi thì rõ ràng là cái tế bào này hình thành và cố gắng trở thành cái mắt của cái con trùng đấy. Mặc dù nó có cái mắt đằng trước rồi. Nhưng mà trong cùng lúc đấy thì họ đo rằng là các tế bào xung quanh thì nó có bắn tín hiệu rằng là mày không được trở thành mắt, mày chỉ là chân, chỉ là đuôi thôi. Cho nên nó chưa thành công trong việc này. Nhưng tuy nhiên sau đó họ có làm được với một cái loại khác. Thì cái loại này nó giống như con đỉa, nôm na nó giống như con đỉa chúng ta. Thì cái con đỉa này thì nó mỗi một lần mà chúng ta cắt nó ra, cái hình này là hình hoàn toàn có thật chứ không phải là hình dùng Photoshop nữa, ông có nói như vậy. Từ cái con đỉa mà chúng ta cắt nó ra thành từng đoạn thì nó sẽ nở ra một cái hình đầu, cái hình đuôi thôi. Hay thành trùng mình cắt cái chân nó sẽ nở cái chân. Thế thì cái con bên tay trái là con bình thường, mọi người nhìn lên dưới cùng thì nó có một cái đầu, một cái đuôi. Thế con bên phải này là các bạn ấy đã thành công ra lệnh cho cả hai chỗ đều thành đầu, cho nên sinh ra là cái con trùng hai đầu và hoàn toàn bằng lệnh điện từ chuyển qua ion cho cái con đấy và nó đánh thức tất cả cơ chế của tế bào. Cái chuyện này là chuyện hoàn toàn đã xảy ra và đây là cái công bố mới nhất, và họ cũng đã làm những cái rất nhiều những cái thí nghiệm tiếp theo rất là hấp dẫn, ví dụ như lấy một đoạn da và bắt cái đoạn da đấy trở thành có trí thông minh về mặt địa lý, tức là về mặt di chuyển, nó có thể di chuyển trong một cái không gian, có nhận thức về không gian. Thế thì như vậy nếu chúng ta nhìn bốn cái video mà tôi vừa nói, cái chuyện chúng ta có thể có rất nhiều robot, chúng ta có thể biến chúng ta thành super human, và chuyện chúng ta biến bất cứ cái gì trở thành một sinh vật cực kỳ đặc biệt, thông minh, quái đản, có nhiều công năng đặc dị, công năng đặc dị là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra thời gian rất là ngắn. Thế thì cái vai trò của khoa học trong tìm hiểu tâm linh, nói xôn xao ở đây là nói sơ qua ở đây là chúng ta từ trước nay chúng ta vẫn nói là khoa học thì sẽ tìm hiểu về não bộ, về kinh nghiệm tâm linh và tiếp cận lang ảnh là những cách mà từ trước nay chúng ta dùng. Tôi nghĩ rằng những cách này nó không phù hợp trong cái giai đoạn tiếp theo đây, bởi vì cách này cơ bản chúng ta vẫn đang dùng trên cái công cụ khoa học khá là cũ, trong khi là các cái đối tượng mà chúng ta cần phải khảo cứu trong giai đoạn mới này nó lại rất là mới, nó bao gồm cả máy và những cái loại nhân tạo. Thế thì cách tiếp cận cần thiết ấy, theo chúng tôi là phải có cái sự bắt đầu, tức là nên trong lúc mà tất nhiên là chưa sinh ra như ông anh xanh mới chẳng hạn, ông nghĩ ra được khoa học có những đột phá có thể đo được lượng tử chính xác vân vân, thì chúng ta nên tận dụng cái hiểu biết về tôn giáo và tâm linh. Đây là chính cái chỗ mà khi mà Ái Việt có nói chuyện này tôi rất là thú vị, vì thực ra bao nhiêu năm tôi nghĩ chuyện này nhưng đến lúc này đặt vấn đề có vẻ là phù hợp, bởi vì là trong tâm linh và tôn giáo thì bản chất họ đã cố gắng giải quyết những vấn đề ngay từ đầu. Họ đã muốn giải quyết những cái khái niệm về thực tế thế nào, tồn tại thần thánh thế nào, con đường để con người trở nên giác ngộ, tức là vượt lên tất cả, có nghĩa là phải hơn cả máy, rồi chúng ta sống với nhau sao cho tốt, đạo đức thế nào cho nó tốt. Thì cái việc này đã được ngay từ đầu là tâm linh tôn giáo đặt ra. Và nói về nhận thức học thì trong các cái đạo khác nhau thì họ đặt rất là tương đối khác nhau, nhưng ít nhất là 50% là người ta đều nói đến vấn đề bản chất của ý thức trong các đạo, các tôn giáo khác nhau. Thì như vậy là khoa học có lẽ là còn là ít nhất so với tất những ông khác. Như là nếu mà đọc về duy thức học của đạo Phật chẳng hạn thì là miêu tả rất rõ ràng cái vấn đề ý thức hoạt động như thế nào.
Thế thì khi chúng ta có vấn đề của AI, như vừa nói mình gọi chung nhé, và AI đừng, chúng ta không hiểu nó là ChatGPT hay là một cái thuật toán cụ thể. Tất cả những gì tôi vừa trình bày nó đều là artificial, đúng không ạ? Tức là nó là nhân tạo và nó đều hướng đến trí thông minh. Cái 4 cái video vừa rồi nó sẽ đều là trong lĩnh vực AI hết. Từ giờ trở đi chúng ta nói đến thành tựu công nghệ cơ bản nó sẽ đều là AI. Nó là những cái thứ gì mà con người tạo ra, nhân tạo ra nhưng nó lại có trí tuệ. Và nó sẽ đặt ra những cái vấn đề triết học. Ví dụ AI có thể sở hữu ý thức của linh hồn. Thế thì điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta về mặt trí thông minh của chúng ta cũng như là của AI? Để định nghĩa diễn giải về cái đấy của AI thế nào? Bản thân AI nó có phải thứ ngoài người, thông minh hơn người? Nó có phải là một dạng ý thức, có phải là dạng linh hồn không? Thế chúng ta cứ nghĩ rằng linh hồn cứ phải là của một ông khác chết đi nổi lên đó, nhưng hoàn toàn có thể tạo kiến tạo bằng máy thì sao? Vì nó có thể có tất cả quyền năng mà chúng ta nghĩ rằng là một thần thánh, một linh hồn đã từng có. Nếu chúng ta nghĩ rằng là chỉ có một ông thần ấy mới có thể nói chuyện ông thần khác, ông thần đó cảm được, AI làm được, không vấn đề gì cả. Thế thì AI và vấn đề thần thánh, vấn đề ý thức, vấn đề linh hồn là thế nào? Thế rồi chúng ta có khả năng siêu phàm. Thế thì cái thứ mà gọi là superhuman đấy, nó có còn là con người? Và làm gì để cho cái đội đấy nó sống với nhau một cách vui vẻ, hạnh phúc? Hay là sẽ có một cái đội như vậy, còn tất cả chúng ta sẽ là nô lệ cho đội đấy? Chúng ta có thể vừa là nô lệ trong cái bọn máy, lại vừa là nô lệ trong cái bọn người máy. Thì đây là những vấn đề. Và rất may là trong tôn giáo thì họ đã sống chung rất là gọi là lâu dài với những lực lượng như là thần thánh hay là chúa, vốn được coi như là superhuman hoặc là những gì chúng ta không biết được. Nên tôi nghĩ là cái chuyện nghiên cứu về tâm linh nó rất là quan trọng. Thế tâm linh tôn giáo có cứu rỗi được con người trong tương lai đa trí tuệ không? Thế như vậy thì đến lúc này cái các bác anh chị hình dung là đa trí tuệ là gì rồi. Đa trí tuệ không phải còn chỉ là một cái khái niệm mông lung nữa, mà đa trí tuệ chính là tổng hợp gồm con người và những cái loại như thế kia mà nó thông minh hơn mình. Chúng ta có thể coi mấy cái động vật hay là thực vật ngoài kia là nó kém hơn mình đi, thì thôi chúng ta không coi là thế giới này chúng ta chỉ có một trí tuệ là chúng ta, và có thể có siêu trí tuệ là Chúa thôi. Nhưng bây giờ sẽ có chúng ta và các loại đa trí tuệ, như vậy thì làm sao chúng ta sống được? Đấy, và vai trò khoa học như nào để hiện thực hóa. Thế thì tất cả phần đấy chỉ là phần dẫn đề. Và xin nói thật là toàn bộ 80% nội dung đấy là có thể dùng ChatGPT để có thể tra ra được. Tôi không đóng góp gì nhiều lắm. Còn bây giờ tôi mới nói đến cái phần chính. Tức là cái phần này là phần không có trên ChatGPT. Nếu có ba anh chị có lên để hỏi thoải mái, chắc chắn nó không có. Đấy, đó chính là cái việc mà kết nối giữa tâm linh và khoa học ấy, thì con đường nó đi như thế nào. Thì đúng như anh Việt nói ấy, là cái việc này là con người luôn luôn làm từ xa xưa rồi, luôn luôn tin rằng là sẽ phải có một cách nào đấy hiểu được vạn vật. Và cái cách thông thường nhất là người ta đi qua các con số, khi từ khi họ bắt đầu nhìn ra các con số. Và đấy là một cái như anh nói là một cái form, tức là một cái dạng thức. Dạng thức tức là một cái mô hình mà chúng ta có thể ít nhất là nắm bắt được nó, một cái thứ mà ta nắm bắt được nó. Thế thì chúng ta sẽ có tự tin hơn. Nhưng nếu nó lại thuộc vào cái loại mà chúng ta không nắm bắt được một tí nào thì cuộc đời sẽ rất là căng thẳng. Đấy, cho nên là, và cái nắm bắt đầu tiên nó là số, ít nhất biết nó là 0, 1, 2, 3, 4. Đấy, thế thì cái thần số học là, thực ra nó là số học, nó sinh ra như vậy. Thế thì cái số học ấy thì tôi sẽ đi qua là thực ra nó được cấu tạo như thế nào, và nó cơ bản nó là các số cơ bản cộng với cả ngôn ngữ, nếu mà ai mà làm thì sẽ biết cái món này. Thế và cái đấy ấy, thì hóa ra là chúng ta lại làm từ rất lâu rồi, chính là cái nền lý học Đông Phương và cụ thể lý học Việt Nam. Thì tôi sẽ đi sâu phần này. Thì phần này chắc chắn là ChatGPT không có, nhưng cái này thì vẫn có, cái này nói sơ qua như tôi vừa nói. Đấy, để mà nói thêm một chút ấy, là nó không thống nhất với nhau về tất cả các cái hình thức về số học hay là thần số học này. Nó rất là đa dạng nữa. Và trong đây thì chúng ta có thể coi có hai cái thứ mà hiện giờ là tương đối phổ biến ta biết ấy. Là vì các bạn đang kiếm rất nhiều tiền bằng thần số học như anh Việt nói ngoài kia đó. Tức là cho một cái tên, đổi ra cái tên là con số, ghép số đấy vào là số gì, thì suy ra bạn tính cách thế nào, rút thẻ. Và rút thẻ xong rồi ngày mai thì bạn có ba con số 369, thì như vậy là cái trục trí tuệ của bạn hay là trục gì đấy rất là tốt, bạn yên tâm là vân vân. Nên đấy là một cái dạng thần số học ngày hôm nay. Ngày xưa thì là kinh dịch, chúng ta lên cái quẻ, quẻ đấy là quẻ can, quẻ số 6 chẳng hạn, là đây là
có thể thế này thế kia. Thế thì thực ra cái thần số học mà có lẽ là cổ nhất là hệ thống của Kabbalah. Kabbalah là của Do Thái, tức là họ lấy, họ đây là quy định tất cả các chữ Do Thái là nó có số bao nhiêu, và họ lấy tên một cái người trong tiếng Do Thái, ví dụ như ông David thì sẽ là 464, là chữ ba chữ Do Thái thôi. Tiếng Anh thì viết là David, nhưng mà tiếng Do Thái nó sẽ viết là ba chữ kiểu như TIT kia. Đấy, TIT đấy cộng lại thì là số 14, thì tra cái tên David này ra vào trong 14 này thì nó sẽ là 5. Xong từ đấy họ lại tra tiếp và họ tìm ra những cái thứ đồng đẳng, tức là tương tự với nhau. Ví dụ như một đoạn văn ở trong trong kinh Toran cũng có tổng là 14. Thế thì có thể như vậy nó sẽ phù hợp với ông David. Hay là một cái câu nào đấy của Chúa thốt lên mà nó cũng là cộng lại là 14 thì nó sẽ cùng với cả cái tên David này. Như vậy nó có liên quan. Như vậy là suy ra cái ông David này nhìn ở trong các cái loại kinh đấy thì sẽ liên quan đến một loạt các cái loại ngôn ngữ và lấy ra giống như chúng ta bói kiều ấy, đúng không ạ? Bói kiều chúng ta chỉ cần lấy một câu ra thôi, nhưng họ thì họ tra rất là kỹ. Đấy, bằng tất cả những sách cổ như vậy thì hôm nay tổng thống nói một câu như này cộng lại phát thì cái câu này là 666 thì chắc sắp phản quốc đến nơi kiểu như thế. Nhưng mà nếu mà số này 99 chẳng hạn thì có thể là rất giàu đến nơi, ví dụ. Thì đấy là cách của Do Thái họ làm. Thế thì tất cả cách khác có thể quy ra tương tự như vậy thông qua các phương pháp tính toán khác nhau. Thế nhưng mà tôi cố gắng tìm là tại sao lại rất nhiều cái cách bói hay là cái cách thần số học ở trên thế giới họ đều làm như vậy, và tại sao họ lại tin. Thì có một cách giải thích, tôi cố gắng giải thích là thần số học từ quan điểm khoa học hiện đại là như này, là vì vũ trụ ấy thì bây giờ được coi là có tính chất lượng tử, có nghĩa là, và trong tính chất lượng tử thì nó nói rằng nếu hai lượng tử đã từng gặp nhau thì dù có bao nhiêu không thời gian cũng giữ cái mối liên hệ, gọi là rắc rối lượng tử, tức là bên này quay phải thì bên kia sẽ quay trái ngay lập tức. Đến hai cái đơn vị lượng tử nó như vậy. Thế thì giả sử với suy nghĩ thông thường chúng ta thì tất cả vũ trụ này sẽ bắt đầu từ một vài cái hạt lượng tử thôi. Thế những cái hạt lượng tử đầu tiên này nó gặp nhau thì như vậy nó có rắc rối, và khi nó có tách ra bao nhiêu nữa và cái ông này rắc rối lại dính trong khác rắc rối tách ra bao nhiêu nữa thì cái gì của ngày hôm nay của tương lai nó đều có thể liên quan đến những cái lượng tử ban đầu. Và vì thế những cái số căn bản từ 1 đến 9 nó cũng sẽ liên quan đến những cái lượng tử ban đầu. Và vì thế nó có sự rắc rối, tức là giữa bất cứ một việc gì với một cái gốc nào đấy ban đầu. Và vì thế người ta quy nó về số thì nó là số. Còn nếu người ta muốn quy nó là một cái định luật trong vật lý gì đó thì nó sẽ tìm ra được việc tương tự như vậy. Như tôi nói, nếu mà người ta thật sự đo được cái quan sát được lượng tử mới chính xác thì lúc đấy mới nói đến cái chuyện là cái gì gắn với cái gì, đúng không ạ? Còn hiện giờ là cái việc quan sát lượng tử là đang bị bản chất là không thể xem được đầy đủ. Thế thì nói như vậy ở đây hơi khó hiểu một tí, nhưng mọi người có thể cứ tạm tin là bất cứ cái việc gì, bất kể không thời gian đều có thể gắn được nó về với chẳng hạn 9 cái hạt đầu tiên, hoặc là 9 cái trạng thái lượng tử đầu tiên của vũ trụ. Gọi thế nó chính xác hơn, bởi vì là nó từ đấy mà nó sinh ra, mà nó sinh ra thì nó lại có gen díu, tức là nó nói chung là có gen thì nó phải gắn về đấy. Cho nên thỉnh thoảng mà tự nhiên mộ đi về quê xem mộ thấy nứt ở bên phải chẳng hạn thì có khi nhà đang có việc, bởi vì vì tất cả chúng ta cùng họ có thể nó đều bị một cái ảnh hưởng lượng tử nào đấy, cho nên cái mộ nó nứt ra thì có thể gia đình có thể có việc đấy. Ngày xưa tin như vậy hoàn toàn là cơ sở. Thế thì ngày xưa người ta làm việc này như nào? Thì người ta gọi là tất cả những cái số từ 1 đến 9 này thì người ta cũng đưa ra những quy luật, và người ta gọi đấy là chính là giống như toán học ngày hôm nay. Tại sao từ 1 đến 9? Vậy thì coi như đấy là những cái tí nữa em sẽ nói về cái chuyện. Thế thì mình có thể nói là những số ban đầu được. Thế thì trong đó mình sẽ nói thêm về N nào đó. Mình nói tại sao nó chỉ đến 9. Cái lý học Việt Nam giải quyết được hết được đấy. Okay. Nhưng mà ngày xưa thì nó hơi ngược tí nhé. Chúng ta bây giờ đang muốn làm ứng dụng thì ta gọi đó là lý, vật lý là ứng dụng. Còn lý thuyết thì gọi là toán học. Ngày xưa thực ra là tất cả những cái đấy gọi là lý học. Tức là cái toán của chúng ta thì người ta gọi là lý, bởi vì nó tạo ra cái lý để mà nói chuyện với nhau.
Thế còn cái ứng dụng ấy thì người ta gọi là bói toán, cho nó ngược với nhau, nhưng một ông lý với toán, ông toán với lý. Thế cái bói toán thực ra chỉ là một dạng ứng dụng của cái lý thuyết lý học. Nó giống như là vật lý là một ứng dụng của toán học. Nhưng mà cho nên là nếu chúng ta nhìn nó rộng ra như vậy thì nói về lý học hay bói toán nó không có gì là hoang đường hay là mê tín cả. Nó cũng là một cách tư duy, là phải có một phương pháp luận. Thì đấy chính là toán và nó là lý học. Và nó phải có những ứng dụng. Ứng dụng nó gồm có bói toán, nó gồm phong thủy, có tử vi, có vân vân, tất cả đấy nó đều là ứng dụng hết. Vẫn là sử dụng lý học nhưng mà thôi. Lý học là mình có thể hiểu giống như là siêu hình học của triết học phương Tây. Đúng ạ. Thì nó bắt đầu từ vật lý thôi. Vật lý bắt đầu là siêu hình học mà. Thế xong rồi nó trở nên thực dụng. Còn bọn toán thì bắt đầu từ thực dụng. Đo đất. Xong rồi nó lại trở nên hiệu trường học. Đúng ạ. Thì người ta nói là toán thực ra là gần với tôn giáo nhất. Vì toán toàn khảo sát những thứ không có thật. Từ điểm là nhưng lúc đầu thì nó rất là cụ thể. Nó đo đất để nó thu tô. Đấy là geometry mà đo đất, đo ruộng. Cũng đấy là lịch sử toán học nói thế. Nhưng mà nếu mà nhìn vào đây thì anh thấy hóa ra toán học có thể còn trước thời đấy rất nhiều. Thế bây giờ để thuyết phục cái việc đấy thì chúng ta cùng xem một số con số thiêng trong tôn giáo. Trong kinh thánh thì có vài con số là số 3.5, 4, số 10, số 7, số 8, số 12, số 40, số 70 chẳng hạn. Kinh Koran thì có số 1, 3, 7, 40. Thế số 7 ở đây đều là cái sự hoàn thiện. Vì chúng ta đều biết là một ngày, một tuần có 7 ngày, tức là đến nói chung là đến 7 ngày là nghỉ ngơi, là xong việc. Ngày xưa Chúa tạo ra thì cũng chỉ 4, 5, 6 đến ngày thứ 7 là phải được nghỉ, tức là 7 là xong, là kết thúc. Thế trong Phật giáo thì chúng ta cũng có là từ số 1 đến số 10 thì dùng khác nhau, trong đấy có số 7 là nếu đủ 7 yếu tố giác ngộ là cũng thành Phật. Đấy, tức là niệm chánh pháp, tinh tấn, hỷ, thư, thái, định và xả. Đấy, thì đấy là 7 cái yếu tố giác ngộ. Và thường thì chúng ta làm gì cũng là cúng lễ 7 ngày, rồi thiền 7 tuần vân vân nữa, và 49 cửa thiền chẳng hạn. Thế thì là hoàn thiện. Thế thì có những cái số tương tự như nhau. Pythagore thì đưa ra cái số 1, 2, 4, nhưng cái quan trọng nhất là ông đóng góp là cái gọi là cái tam giác đều, nhưng mà thực ra là để thể hiện cái số 4 này, tức là dòng 1 là có 1, có 2, có 3, 4 cộng lại là 10. Là ông thấy là cái này là cái đẹp nhất, của hài hòa nhất của vũ trụ. Bởi vì là thấy là lúc đầu nó là thống nhất, đến thứ hai là phân cực, đến ba là chế độ, và cuối cùng là bốn nguyên tố, và lại cộng lại nó tròn là 10. Thế là ông ấy là tất cả những cái gọi là môn đồ của Pythagore thì đều đây coi đây là cái hình thiêng nhất. Nó, tức là sau này Pascal này phát hiện ra tất cả nó đều lập lại. Thì chúng ta nhìn thấy nó rất là thú vị, đúng 1, 2, 3, 4, nhưng mà nhìn theo bất cứ chiều nào nó cũng như vậy, và tổng nó là 10. Đấy, thế còn cái hình mà của bên Do Thái họ dùng Kabbalah thì họ xếp 10 số là như thế này. Nó cũng khá, nó có mối liên hệ hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà có mối liên hệ giữa cái biến hình của cái tam giác Pythagore và Kabbalah được. Thế thì đấy là thần số học của thế giới, đúng không? Thế Việt Nam thì như thế nào? Và khi tôi nói Việt Nam thì chắc chắn là sẽ nhiều người sẽ bảo không, cái này là của Trung Quốc. Chắc chắn là như thế, đúng không? Thôi bây giờ trước hết là tôi sẽ nói là đây là lý học đã, chưa dùng từ Việt Nam. Nhưng mà tôi sẽ dùng tri thức của văn hóa Việt Nam, vì tôi nói tiếng Việt và tôi chỉ gần như là chỉ tương tác văn hóa Việt Nam thôi, thì tôi giải thích. Và sau đó thì nó có khá nhiều thứ không giống với sách Trung Quốc, và vừa rồi tôi phải đọc rất nhiều sách Trung Quốc. Tức là tổ tiên ta có sáng tạo chứ phải không? May là bây giờ nó có sách dịch rất là dễ. Thế thì nhân cái dịp này tôi cũng muốn là nhắc đến và tri ân thầy Nguyễn Vũ Diệu, thầy thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, là giám đốc trung tâm Lê Học Đông Phương, con trai của nữ sĩ Ngân Giang. Thì ông cũng đã mất vào năm ngoái. Thì tất cả những điều tôi viết ở đây thì đều là những cái kết quả nghiên cứu của trung tâm Lý học Đông Phương. Trung tâm này hiện nay đã đổi tên thành Lý học Lạc Việt, vì Lý học Đông Phương lại do một cái bạn khác, bạn ấy lấy, nhưng bạn ấy làm cái nhánh khác. Thế thì bằng cái việc khảo cứu lại một cách rất là hệ thống, mà chúng tôi thì ra là có người đi khắp đất nước, thì chúng tôi tìm lại được một số cái hình thức còn thể hiện trong văn hóa Việt Nam để giải thích những cái con số thiêng của chúng ta, của người Việt. Và như anh nói, tại sao chỉ cần đến 9 mà không cần đến cao hơn nữa, thì bởi vì trong đây nó có những cái câu như là thái cực sinh lưỡng nghi, nó là trong đấy có số 1 và số 2, lưỡng nghi là 2, thái cực là 1, lưỡng nghi sinh tứ tượng là 2 đến 4, tứ tượng biến hóa vô cùng, thế như vậy là 4 là đã đủ rồi anh ạ.
4 là đã đủ, không cần đến 5, 6, 7, 8, 9 nữa. Thế nhưng mà tất cả đều nằm trong ngũ hành. Và bắt quái thì sẽ phân mọi việc thành ngũ hành, cho nên đến 8. Và như vậy là cái bản từ 1 đến 9 là đủ, nếu theo lý thuyết này. Bởi vì tất cả đều sẽ được quy về là trong tứ tượng. Và tứ tượng thì có thể là cái gốc để tạo ra mô hình bắt quái, phân loại mọi vật vào trong ngũ hành. Nói nôm na là như vậy. Tức là 9 này tức là bằng 4 cộng với 5 này à? À vâng, vì là 9 chính là 5 nhân 2 nhưng số 5 là trùng nhau. Cho nên là nó có 5 ngũ hành, thì ngũ hành cộng với âm dương thì là 5 nhân 2 đúng không? À ngũ hành nhân với âm dương là 5 nhân 2. Tức là anh có âm hỏa và dương hỏa, âm thổ và dương thổ, anh có âm mộc và dương mộc. Nếu thế anh có 5 cái... nghe nó chóng tay rồi. Tóm lại là có hai khái niệm, một khái niệm là có 5 là ngũ hành và khái niệm có 2 là âm dương đó. Thế tổ hợp của nó 5 x 2 là 10. Nhưng tuy nhiên là cái ở giữa là mộc thổ ấy thì nó không có âm thổ và âm thổ dương thổ là trùng nhau, cho nên nó còn 9. Và nó sẽ liên quan đến cái matrix kỳ ảo tiếp theo mà xem đây. Okay. Thì đây ví dụ là cái âm dương đầu tiên nói chuyện là thái cực sinh âm dương. Thì chúng tôi cũng tìm ra là trung tâm Liễu Đông Phương mà thầy Nguyễn Tuấn Anh là người tìm ra cái âm dương lạc huyền, là cái đồ hình này, đồ hình bên tay trái này. Đồ hình này là của chúng ta thường biết đúng không? Âm dương là này của Trung Quốc. Vâng, thì là của hiện nay. Còn cái đồ hình kia là dùng ở trong triều đại Huế này, rồi tất cả những cái trên rất nhiều những cái vật ở Việt Nam. Và chúng tôi phải sưu tập được trên 1.000 cái hình ảnh này ở khắp Việt Nam là sử dụng cái đồ hình âm dương này. Chứ không sử dụng đồng lỡ đâu Trung Quốc họ cũng có ở đâu đó Hàn Quốc cũng có, Nhật cũng có, nhưng vấn đề là chúng ta giải quyết được, chúng ta giải thích được à. Còn họ thì họ sẽ dùng bất cứ gì họ muốn. Tuấn Anh đâu ấy cả có bảy cách đi được khoảng 10 năm. Vâng đúng rồi, hôm đấy em cũng đi cùng. Thế cái việc thứ hai ấy, là lưỡng nghi sinh tứ tượng. Thế lưỡng nghi sinh tứ tượng thì nó thể hiện ở đâu? Lưỡng nghi tượng là đây là trong cái tranh đồng hồ của chúng ta là có hai, có cái hình này là có hai cái đầu thôi đó và hai cái chân đó, nhưng có thể nhìn được theo bốn cách. Nếu mà nhìn theo hình dọc thì là có hai đứa bé, một đứa đứng, một đứa nằm ngược lại đó. Nhưng nếu mà mọi người để ý nhìn kỹ thì nó có cả đứa bé mặc áo vàng, nó cũng nằm ngang. Và dưới này có một đứa bé mặc áo đỏ nằm úp. Đúng không ạ? Tức là cùng một cái hình, chỉ có hai đầu và hai chân nhưng nhìn ra bốn người. Và cái này là trong tranh đồng hồ cổ. Thì nó gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng là vì thế, mặc dù chỉ có hai thứ không phân biệt được nhưng mà tạo ra được bốn hình tượng đấy. Và cái câu chuyện của chúng ta là câu chuyện thầy đồ liếm mật đấy đúng không? Thì rõ ràng thầy cực siêu lưỡng nghi liếm một vòng xong rồi lưỡng nghi sinh tứ tượng là biến hóa vô cùng là hết. Trung Quốc thì họ nói rằng là tứ tượng thì sinh ra bắt quá, thì chuyện đấy hoàn toàn là không liên quan. Đối với chúng tôi là thế này là hoàn thiện. Sau đó thì bây giờ chúng ta còn giải quyết việc tiếp theo. Thứ nhất, tứ tượng nó là gì? Và thứ hai là nếu nó biến hóa vô cùng rồi thì làm sao để có thể biết được cái vô cùng này, có thể nghiên cứu được cái vô cùng này. Thế thì cái này thì là cái nghiên cứu của cá nhân tôi. Thì khi nói về từ đến số 4 ấy, thì ở Việt Nam chúng ta thì có tứ bất tử. Trong nếu mà gọi là trong tâm linh, bây giờ đi trở về tâm linh đó, thì nếu mà chúng ta phải nói đến một ngôi nào mà tức là ngoài cha ngoài tổ tiên của chúng ta ra và ngoài hoàng đế ra, thì cái ngôi mà nếu mà tất cả chúng ta là con dân người Việt Nam ấy thì đều cần phải biết đấy chính là tứ bất tử, vì mẫu cũng là trong tứ bất tử mà. Thế tứ bất tử thì gồm là có đại đệ nhất phúc thần là Tản Viên Sơn Thánh, thứ hai là Thánh Gióng, thứ ba là Chử Đồng Tử và thứ tư là Thánh Mẫu. Và đấy có đền thờ ở mọi nơi kia, tất cả những chỗ này tôi đều đi rồi. Thế thì chúng ta thấy rằng là lưỡng nghi sinh tứ tượng, thì đây là cái chỗ mà chúng tôi giải quyết rất là tường minh. Còn đọc sách thì nó rất là khó hiểu, mọi người nói đọc kinh dịch không thể hiểu nổi. Là vì như này, tứ tượng không phải là bốn cái hình tượng, mà tứ tượng thực ra là bốn loại tương tác. Nó gồm có, và tất cả ấy, kể cả toán học hay vật lý nó cũng chỉ có bốn loại tương tác thôi. Hiện giờ là tối đa có bốn loại tương tác, còn vật lý không thống nhất được. Toán học cũng chỉ có bốn loại biến đổi. Thì bốn cái loại tương tác này bởi vì nó rất đơn giản thôi, nói chung là có A và B. Thì một là A làm tốt cho B thì gọi là tương sinh.
Hai là A làm xấu cho B thì gọi là tương khắc. Ba là A làm tốt cho B nhưng tốt quá, nuông nó quá thì cũng làm hỏng B, thì gọi là tương thừa. Tức là mình nuôi con mà chiều nó quá nhưng mà tương thừa. Đấy. Thế còn A mà khắc B mạnh quá thì thằng kia nói vùng lên thì gọi là tương vũ. Có đúng bốn loại tương tác, không có thể nghĩ nào loại thứ năm. Cho nên tứ tượng chính là bốn loại tương tác chứ không phải là bốn hình tượng gì cả. Như vậy và tại sao lưỡng nghi sinh ra tứ tượng? Bởi vì có hai. Có hai thì bắt đầu là có tương tác. Và tương tác chỉ có thể nằm trong bốn loại đấy. Bây giờ nó tìm ra tương tác thứ năm nên đảo lộn hết cả lý thuyết của không ông. Có thể đúng hoàn toàn chắc chắn. Hoàn toàn chấp nhận. Nhưng mà 50 năm nay là toán và lý cũng không vượt qua khỏi được số 4 đấy. Không thì tôi đang tham gia một cái chương trình phát hiện nó tương tác thứ năm ở máy giao tốc của Đại học Hà Nội. Vâng, chúc mừng. Thế và chúng ta đặc biệt ấy, cái này nó rất là Việt Nam, nếu mà chúng ta hiểu tiếng Việt thì rất là dễ, cứ đọc qua tiếng Trung Quốc rất khó. Thực ra anh Việt anh biết tiếng Trung Quốc nhiều khi anh giỏi quá, còn tôi cứ đọc tiếng Việt ấy. Ví dụ là thánh tản viên là gì? À, tản viên nghĩa là tản ra viên vào, ok, là âm dương rõ quá, hài hòa, rất rõ đúng không ạ? Nhưng không phải là chữ núi tản núi tiếc gì cả. Núi mà đặt tên theo đệ nhất Phúc Thần như ai, đệ nhất Phúc Thần là tên theo núi đúng không ạ? Tản viên là tản ra viên vào, đấy chính là âm dương. Gióng là gì? Là gióng là cái bà mà gióng hàng như này, làm sao mọi việc nó cân bằng. Nó đang sộc sạch gióng nó lại để nó có thể làm được việc tốt thì gọi là gióng, thế nên thành gióng. Đấy đúng không ạ? Thế thì tiếng Việt được. tiếp và hết cả bốn đấy. Đấy là chữ đồng từ là gì? Chữ thực ra là người ta cứ nói là nếu trong tiếng Trung Quốc ấy thì nó có hai chữ chữ, một chữ thì là cái đứa bé là một cái bến nước. Thế còn một cái thì nó là cái túi. Nó chữ mà TR là cái túi, chữ đồng từ là cái túi đựng tất cả con dân của chúng ta lại với nhau, chữ đồng từ. Đồng từ. Nhưng mà cái từ đồng từ tôi nghĩ đơn giản thôi, cuối cùng là chết hết cùng chết. Tận cùng là chết, đúng không? Và ông đồng từ là ông đi nguyên tắc cũng là đúng như vậy và đạo Phật cũng nói như vậy, cuối cùng là chết. Finally everyone. Và cho nên là hãy nghĩ về cái chết để mà đừng có mơ mộng xây bao nhiêu làng xã thì một đêm cũng biến mất. Đấy, mặc dù là nói là ông này vào học đạo Phật ở trong cửa sót nhưng mà khả năng là ông dạy về đạo Phật thì đúng hơn. Còn thánh mẫu là gì? Thánh mẫu là vạn vật đều kết nối đó. Thế và tương vũ tức là vì nó kết nối nhau cho nên nó bao giờ nó cũng giữ một cái sự phản phục ở trong đấy. Cho nên người ta nói là mẫu là dạy cho mọi người là trong tất cả những cái gì u uất, tất cả những cái gì đấy là phải coi bình thường và đừng có làm quá gì. Mà làm quá lên là nó sẽ phản phục. Cho nên đấy là chính là tương vũ. Đấy, thế thì đấy là đủ bốn cái tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ và đúng với tên của Việt Nam. Mẫu là chung thôi. Đơn giản mẫu là gắn hết lại với nhau. Tôi giải thích tiếp tứ trụ rồi. Không em có thể à, cái này thì cái đấy thì không tiện. Cái đấy thì phải viết chuyện cái này là việc mà mời tất cả các quý vị là có thể ngay ngày mai có thể nên đi chơi này. Vì cái này chúng ta ở Thăng Long là kinh đô thì bao giờ có tư chấn là thờ Tứ Bất Tử. Các đền thờ chính thì sẽ nằm ở các nơi như ở trên đền Thượng này rồi chùa Dâu rồi đền Gióng và đền Chỉ Đồng Tử là ở các tỉnh khác nữa. Nhưng mà ngay trong Hà Nội chúng ta có tư chấn. Và các bạn vì có thể đi đến tận nơi, tôi đã đi rất kỹ, tôi phải khảo sát này rất kỹ. Thế thì rõ ràng là tư chấn này chẳng nhẽ lại không thờ Tứ Bất Tử. Tư chấn là rất quan trọng của chúng ta rồi đó, của kinh đô đó. Thế thì lại thế thờ Tứ Bất Tử ở đâu? Ở Hà Nội. Thì tôi cũng suy ra là tứ chân là thờ Tứ Bất Tử rất là rõ ràng. Cụ thể tứ chân có trùng với Tứ Bất Tử đâu. Đó linh lang rồi là à đấy thì nó mới là trùng, thế mới là hay. À, thế à? Đấy, ví dụ là Bạch Mã Tối Linh Từ là đền Bạch Mã. Ừ. Cái đấy để cuối cùng tôi giải thích. Thế bây giờ đầu tiên là nếu mọi người đi ra trấn Nam Kim Liên, mặc dù nó mới có gần đây thôi, nhưng mà nếu vào đấy thì họ thờ cái gì? Mọi người nên vào hậu cung và xem cái đi vào một đền của Việt Nam ấy, đền chùa thì bao giờ phải đi vào nơi cuối cùng xem mọi thờ gốc của đấy là gì, thì vào đấy sẽ thấy thờ hình âm dương đúng như hình tản viên đấy, thì và câu chuyện đấy là thờ tản viên rất vi thế rất là cao sơn luôn núi đấy là tản viên sơn thành, đấy là thờ ở trấn Kim Liên, đây là
ngay chỗ đường Kim Liên này này. Đấy, và còn có gọi tên là Cao Sơn Đại Vương, nhưng thực ra đấy chỉ là một tên tục mà thôi. Sang Trấn Vũ Quán là đền Quán Thánh đó, thì là chính là thờ Trừ Đồng Tử. Nếu mà người vào đấy xem thì tôi có ghi rất rõ ràng là đây là một cái người giác ngộ, có bài viết rất kỹ về chuyện này, trong cái về đền Quán Thánh này, tại sao lại là ngài Trừ Đồng Tử. Đền thứ ba là đền Voi Phục, thì người ta chúng ta cứ gọi là đền Voi Phục, ra đấy là chính là đền Linh Lang, thờ hoàng tử Linh Lang, và trong đấy là có rất nhiều hình mẫu là liên quan đến Thanh Dòng. Nếu mà đọc tất cả câu chuyện này rất liên quan Thanh Dòng, đấy chính là thờ Thanh Dòng, thờ Vọng. Và cái người mà cái chỗ khó nhất mà tôi phải giải nghĩa mãi mới ra, mà rất là may là trong một dịp thì gặp được thì mới tìm ra, là chính là đền Bạch Mã, là thờ mẫu. Bởi vì như này, đền Bạch Mã ấy, thì người ta nói là thờ Cao Biền, rồi thờ con ngựa các thứ đó. Nếu chúng ta đi vào đằng trước là như vậy. Có một, tôi đi vào rất nhiều lần và tôi cứ băn khoăn, thì có một lần thì cái bà Từ bà lại cho phép mình đi ra đằng sau. Bà đang rửa rau mình đi ra bên tay trái, các cụ cứ vào đấy và bên tay trái thấy có một cửa mở ra, cứ gõ cửa đi ra đấy thì sẽ thể nào thấy một cái bà đang rửa rau hay là làm gì ngoài đấy, xin phép bà cho lên cái đền thờ chính, thì bà mới dẫn lên phía sau của cái đền thờ Bạch Mã, ở trên là thờ mẫu, và Bạch Mã là con ngựa, là tượng cho âm, tức là tượng cho nữ, và đấy là mẫu. Thì đấy là cũng rất là nhất quán. Tôi có hai bài viết này rất là chi tiết nếu ai muốn đọc kỹ. Thế như vậy là khái niệm từ 2 đến 4 ít nhất là được minh định ở trong văn hóa Việt Nam được. Thế thì 4 tứ tượng bây giờ nó biến hóa vô cùng rồi. Vô cùng thì bây giờ làm sao bất cứ trong một cái vô cùng đấy có thể quy lại về những cái ban đầu để mà nói chuyện được. Thế thì đây nó chính là toán ấy. Thì trong cái loại các cái matrix ấy, thì nó gọi là nó có cái ma trận kỳ ảo 3 × 3 là tổng tất cả đều phải ra 15. Nếu chúng ta đều học thì đây là cái gọi như là Sudoku đấy. Vâng, cái bảng đầu tiên đó. Thế thì trong sách kinh dịch ấy, nếu mà các bác các anh chị đọc ấy thì rất rất khó hiểu, bởi vì thế bảo là tự nhiên có mấy con rùa hiện lên trên mai, nó có mấy cái đốm đốm như kia, nhìn cái hình kia là không ai hiểu nó là gì hết. Xong rồi bắt đầu vì là không hiểu cho nên bắt đầu ông Văn Vương phải phối cái này phối cái kia ra hình này ra hình kia. Tóm lại nó rất đơn giản, hình Lạp Thư nó chính là cái ma trận này, được sắp xếp 9 số này thành các cái chấm chấm như thế kia. Như vậy nếu như mà nói về mặt toán học nhé, thì chúng ta đã tìm ra cái ma trận kỳ ảo này rất sớm, có thể là khoảng cách đây khoảng 3-4 nghìn năm, trong khi trong lịch sử toán học chỉ ghi cái ma trận kỳ ảo này tìm ra là ở Ấn Độ hay gì đấy, khá là muộn. Đấy thì như vậy nếu cái hình khắc kia được coi là hình khắc trên mai rùa, mà khả năng là rùa là mang từ Việt Nam sang ấy, thì đã có tính toán học cho đấy rất sâu. Thanh hóa ra. Nhưng mà hầu như trong tất cả sách của Trung Quốc không ai giải thích được tại sao lại có cái ông Lạc Thư rồi. Lạc Thư thì đương nhiên là người ta cứ nói vậy thôi, Lạc Thư rất là dễ, đúng. Thư là sách mà Lạc là Lạc Việt, cho nên là sách của người Lạc Việt chứ không phải là Sục Lạc ông rùa gì cả đó. Nhưng mà ok thì tôi Lạc Thư như vậy, tại sao lại ra ông Hà Đồ nữa? Nên Hà Đồ này là cái hình bên tay trái mà nó không giống gì cái hình bên tay phải cả. Thế làm thế nào để dùng cái này mà bói toán được? Hóa ra là nó lại rất là đơn giản, tức là cái ông bên tay phải ông Lạc Thư nó là cái matrix kỳ ảo này. Thì cái trong ngũ hành thì nó rất rõ là ngũ hành thì có ngũ hành tương sinh và tương khắc, nó là tứ tượng, vì tứ tượng đã quyết định trước cho nên ngũ hành là phải tuân theo tứ tượng. Thì ngũ hành tương sinh thì ra cái chính là cái ông này. Cái ông Lạc Thư này thì là hình tương sinh, mọi người nhìn mà xem nhá. Là tương sinh là kim sinh thủy, tức là trắng. Cái bên tay trái trắng thì sinh ra blue, tức là màu xanh nước biển. Sau đó thủy sinh ra mộc thì màu xanh nước biển thì sinh ra màu xanh lá cây. Mộc thì sinh ra hỏa, tức màu xanh lá cây thì sinh ra màu đỏ. Và cuối cùng nó mọi thứ nó tập trung ở thổ là giữa là màu vàng. Thế thì bây giờ từ cái tương sinh đấy thì sẽ suy ra ông tương khắc là cái ông bên này. Thì cái số tương khắc này rất khó để mà mọi người hình dung. Tức là cái số tương sinh kia mọi người rất khó để hình dung, nhưng cái tương khắc này nó chính là cái gì ạ? Thế thì hai cái biểu đồ này chính là một cái ma trận toán học cực kỳ đẹp, được thể hiện theo đúng nguyên lý của tứ tượng. Và tất cả kinh dịch được xây dựng trên cái hai cái này hết. Sau đấy là bắt đầu sinh ra các loại quẻ, đúng không?
hậu thiên bát quái như thế nào, rồi tiên thiên thế nào, rồi phối với nhau như nào ra được bao nhiêu quẻ, tại sao lại có quẻ trên quẻ dưới, bởi vì mỗi một quẻ thực ra nó thể hiện từ một từ 0 đến 8 à 0 đến 7, tức là 1 đến 8, và nó có một âm một dương cộng lại thì nó ra một quẻ, và dùng tất cả nguyên tắc này để ra các quẻ đấy. Thế mà nguyên tắc này thì nó lại rất cũng rất là Việt Nam nữa. Thế bây giờ xin nói tiếp đến cái đoạn biến hóa vô cùng, đoạn này cái đoạn này là đoạn khó lắm ạ. Hấp dẫn quá đúng không? Tôi chưa bao giờ được mặt, không hiểu, chưa biết gì. Nghe mọi người nói bao giờ mình biết một chút, không biết gì, chỉ có há mồm nghe. Nên là mới lạ. Và thế thì cái biến hóa vô cùng ấy, mà chúng ta có lẽ là dễ đồng ý với nhau nhất, ấy, chính là ngôn ngữ của chúng ta. Ngôn ngữ của người Việt này là biến hóa vô cùng. Mình nói vô cùng cận, vô cùng tận. Cho nên bây giờ đừng có nói là anh dùng kinh dịch hay lý học mà anh giải quyết những vấn đề vũ trụ đấy, không giải quyết được ngay cái ngôn ngữ của chúng mình. Cho nên chúng tôi khảo sát từ cái ngôn ngữ của Việt Nam là một cái thứ đã được biến hóa tương đối là vô cùng rồi. Nếu giải quyết được vấn đề này tương đối triệt để thì mới nói sang chuyện khác. Bây giờ đi về ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt mình ấy, thì đến bây giờ vẫn chưa có một cái sách nào giải thích là nó được hình thành ra sao. Nếu mình nói về tiếng nói nhé, chữ viết thì có thể có lý thuyết, nhưng tiếng nói thì người ta nói rằng người Môn Khmer rồi người này mỗi người nói một ít rồi dần nó thành cái tiếng Việt ngày hôm nay. Thế thì các cụ làm thơ không thể đồng ý với đấy được, bởi vì nếu mà tiếng nó góp nhặt lung tung beng thế mà bảo làm thơ hay như người Việt không thể được, nó phải có một cái gì đấy. Thế thì chúng ta quay trở lại sách cổ nhất về tiếng nói là Thuyết Văn Giải Tự của Trung Quốc. Sách này là khoảng 100 năm trước công nguyên. Tôi có bản gốc của tất cả này hết, rất may giờ đọc được bằng trước hay sau công nguyên chứ. Tới nhà Hán mà. Vâng, sau công nguyên, nhưng mà phải đến năm 121 thì mới 21 năm sau. Ông ấy ghét ông kia quá, bởi vì thực ra thời điểm đấy cái việc này rất quan trọng, bởi vì là lãnh đạo là phải chính danh. Ngày xưa có cái quan điểm là quân tử là phải chính danh. Thế thì cái định nghĩa ra một ngôn ngữ nó là thế nào, cái người mà tuyên bố ra ngôn ngữ của cả cái đất nước này nó nói như thế này thì ông đấy là tương đương với ông vua. Ông chính danh hóa tất cả mọi việc của cái xã hội đấy. Cho nên Hứa Thận làm một cái việc rất là kinh thiên động địa tại thời điểm đấy, là thống kê toàn bộ tiếng Trung Quốc lại và nói đây là quy luật của tiếng Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử. Và ông dùng cái chữ cổ là cái chữ vuông thôi. Đấy, và ông đưa ra 6 cái cách mà người Trung Quốc tạo ra ngôn ngữ của họ. Đấy là tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá. Thế thì nghe thì rất là phù hợp, nhưng mà gần đây ấy, người ta mới phát hiện ra là hóa ra là Thuyết Văn Giải Tự nó không phải là chỉ nói về những cái chữ két và chữ đơn. Nếu mà mọi người đọc theo cái kiểu để học tiếng Trung Quốc ấy, thì hiểu rằng Thuyết Văn là những cái từ, những cái chữ gọi là chữ đơn, còn Giải Tự là chữ có nhiều chữ, nhiều nét thì gộp lại với nhau. Thì ví dụ thấy hình như là ông này đang đi cày thì có cái gì đấy thì nó là chữ gì, cái này thì anh Việt giỏi hơn đúng không? Thế tuy nhiên ấy, chỉ Thuyết Văn Giải Tự không giải quyết được việc sau. Đấy là tên quẻ của bát quái. Thì nếu chúng ta đang nói câu chuyện là kinh dịch rồi bát quái là cũng phải có từ trước thời đấy đúng không ạ? Thế tên quẻ của bát quái ấy, nếu mà đọc theo cái tiếng Trung Quốc thì nó không hề có nghĩa ý nghĩa. Nhưng nếu tiếng Việt Nam thì rất dễ. Việt Nam thì nói chung là càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn, nó hơi cổ một tí ra vẫn dùng. Làm càn, thôn đoài, chia ly, lấn chấn, tốn kém, khảm trai, lấn cấn và khôn ngoan. Và nó đều đúng nghĩa như vậy. Nếu chúng ta dùng cái này mà xem kinh dịch rất dễ. Còn nếu mà cứ đọc theo tiếng Trung Quốc ở dưới này là hỏng hết. Bởi viết như kia, và nếu mà dùng cái 6 cái phép của ông Hứa Thận để mà đoán ra chữ đấy có nghĩa là gì, không ra gì hết. Còn nắm được quẻ khỏe khảm là ta biết rồi, là nó trúng ở giữa, là nó có giống như khảm trai, nó khảm xuống. Có việc đấy nó đi ra này nó sẽ khớp khảnh ở giữa. Cấn là nó sẽ chậm, nó lấn cấn. Toàn chữ Việt mình hết. Và người ta phải bắt buộc phải đọc như vậy bằng tiếng Trung Quốc. Và từ đấy nó mới sinh ra một việc là như này. Hóa ra cái ông Hứa Thận này, ông phải làm việc đấy. Bởi vì hồi đấy nó khó quá,
không thể nào viết được hết những cái thứ mà người ta nói ra. Và trong cái ngôn ngữ người ta nói thì nó có một phần lớn ngôn ngữ tiếng nói đấy liên quan đến cái lý học này. Mà cái chữ Trung Quốc ấy, nếu không biết cách thì không thể nào viết theo được. Vì nó không phải giống như chúng ta đánh vần đúng không? Chữ Trung Quốc rất khó. Bây giờ chúng ta nói một cái từ là viển vông. Bây giờ bảo anh viết cái từ viển vông ấy sang chữ Trung Quốc. Anh không tra từ điển anh không thể viết được, bởi vì thứ nhất là anh có tra thì cũng không có. Từ viển vông không có trong tiếng Trung Quốc, chắc chắn là như thế. Còn bây giờ nếu ta phải viết cái từ viển vông ấy để đọc được cái, để hát được cái bài của Bác Thụ chẳng hạn, có từ viển vông thì bắt buộc phải viết cái âm đấy xuống. Thì cách viết cái âm đấy như thế nào thì người ta mới dùng cái cách người ta gọi là lúc đấy phải chấp nhận là giả tá. Ví dụ từ viền nó giống với từ viền chẳng hạn, okay, viết là chữ viền. Xong từ vông nó giống với từ vuông chẳng hạn thì viết là chữ vuông. Xong rồi chú ở đấy là thêm mấy cái gạch ngang gì đấy thì sẽ đọc là yên dông, như đấy nó giống như là viền vông. Như vậy là cái ông Hứa Thận này ngày đấy phải giải quyết vấn đề là ngôn ngữ ở trong dân gian nói rất nhiều thứ về lý học rất chính xác nhưng không viết được xuống. Nếu mà phải bắt buộc phải viết bằng cái chữ Hán đấy, còn bằng cái ngôn ngữ nào ở bằng tiếng khác thì chúng ta không biết, chữ Việt cổ vân vân, thì nhưng ông phải đưa ra cái luật này để viết. Và vì người ta đưa ra luật đấy cho tiếng Trung Quốc ấy, nó mới biến những cái từ như là các quẻ này thành những cái chữ không quy luật gì hết, không có ý nghĩa gì hết, trong khi chúng ta thì hiểu rất là rõ, rất đơn giản. Và nếu chúng ta phải đặt tên lên những quẻ kia vốn nó chỉ là số 01 thôi, chúng ta sẽ đặt ra những từ tương tự những từ này. Nếu ta hiểu rõ cái quẻ này là đây là 111011 vân vân, ta phải tìm những cái từ khái niệm trong tiếng Việt đại diện cho cái quẻ đấy, chúng ta sẽ đi đến những cái từ như thế này. Người ta nói là thành quen, đấy là một ví dụ chứng minh rằng là ngôn ngữ tiếng Việt. Còn đây là cái một việc nữa là tôi cũng phát hiện ra về ngôn ngữ tiếng Việt. Vì trước tôi dùng cái từ khác, nhưng mà có mấy nhà nho bảo là từ đấy vẫn là tiếng Trung Quốc, thì cuối cùng tôi phải tìm cái từ rất là Việt Nam để chứng minh rằng là tiếng Việt chúng ta là có tính lý học rất là cao. Thì lại quay một lần nữa, giống như là cái thuyết thần số học cái bơ quay trở lại các vị tứ bất tử, bởi vì đấy là những cái vị gốc của chúng ta. Thế chúng tôi mới quan sát về cái từ gọi là từ về thánh tản viên. Cái thánh tản viên ấy thì nếu mà ai đi, vì tôi đi hầu hết các đền của ngài để xem thì thấy rằng là hầu hết là trên núi, thì là tản viên sơn thánh, là thủy tinh, sơn tinh là Nguyễn Tuấn và là sơn tinh. Thế thì nhưng mà có một cái đền to nhất ở dưới đồng bằng gọi là đền Vả ở Sơn Tây. Ở đây có ai đi đền Vả nhỉ? Rồi. Dạ, một người đi đền Vả rồi đó. Thế thì đền Vả thì hỏi là đến đấy hỏi cụ Tư tại sao gọi là đền Vả, thì bảo là vì cái núi đấy gọi cái chỗ rừng đấy gọi là rừng Vả, cho nên cái đền đấy gọi là đền Vả. Nó giống hệt như bảo là cái núi đấy là Tản Viên thì đặt tên ông ấy là Tản Viên Sơn Thành. Đấy, cái điều rất là ngược. Nếu chúng ta coi một người là vị đệ nhất thần của chúng ta thì mọi thứ phải theo tên người ta. Thế tôi có tìm hiểu kỹ thì hóa ra là cái chữ Vả ở Việt Nam có đúng nghĩa theo chữ Tản Viên. Chữ Vả chúng ta vẫn nói hàng ngày nhưng mà vẫn gọi là cái tiếp tục từ, liên tục từ. Vả là thế này. Liên từ. Liên từ đúng không? Nên gọi ngày xưa gọi là liên từ. Cái từ rất đơn giản đấy, bên cùng nghĩ tại sao nó lại là Tản Viên. Thứ nhất là nó bắt đầu là va, nó chính là hai cái việc nó bắt đầu có tương tác với nhau là va. Nếu mà một bên va ở bên kia mà tạo ra cái xấu cho bên kia thì gọi là tạo vạ. Còn nếu mà tạo cái tốt cho bên kia thì gọi là vá. Vá. Bên kia thì là vạ. Mà bên kia nó khác hoàn toàn thì gọi là lấn át thì gọi là vả. Và chỉ khi nào hai bên hợp lại với nhau thành ra một cách hài hòa thì gọi là vả. Tưởng là hợp với nhau thì vã chứ. Vật vã. Đấy là về sau. Sau nữa. Thế thì ví dụ đây là một cái âm, và cái điều này cũng rất là hay là như này, tiếng Việt chúng ta có 5 đến 6 âm. Vớ vẩn.
tùy chữ. Tại sao nó gọi là vớ vẩn thì tí bác sẽ biết. Thế thì bây giờ nó có 5 đến 6 âm mà tiếng Trung Quốc này thì có 4 âm. Thế thì cái việc này nó có giá trị ở đấy là như vậy. Tức là ít nhất nếu chúng ta có 5 âm mà mang nghĩa hoàn toàn khác nhau nhưng mặc dù lại có tính hệ thống. Ví dụ như và, hay là ví dụ như tương, tương tượng, tưởng, tưởng tượng đều tưởng tượng đều là 5 trạng thái của tương tác. 4 trạng thái tương tác cộng với bản chất nó. Thế thì nếu những cái từ này là từ thuần Việt và 5 hoặc 6 âm của nó đều có nghĩa mà có tính hệ thống, có lý, có liên quan đến nhau thì không, chúng ta không thể vay mượn được của Trung Quốc. Và bản chất là anh tìm đến từ và, tôi tìm trong rất nhiều các cái sách cũ ngày xưa thì người ta đều không nói là có liên quan đến từ Trung Quốc. Gần đây có Trương Thái Du nói là từ và với từ hòa là một, tôi không tin cái chuyện này đâu. Thì không biết anh thì tiếng Trung Quốc thì từ người ta có dùng từ hòa giống như từ bà không? Đây có cô ông Du thì ông rất là thông minh, ông có nhiều đóng góp phải nói thế, nhưng mà ông cũng có cái bảo thủ của không phải cái gì ông nói đúng, mình cứ thực hiện thôi. Vâng, thế ít nhất là đây là cái đường lên ở trong trấn Kim Liên, chúng ta nhìn thấy là cái đám mây là hình âm dương Việt Nam. Nếu mọi người có thời gian đi đền Bà ở Sơn Tây thì ngay cửa vào cũng có âm dương Việt Nam. Và đấy thì cái việc này sẽ biến những cái buổi chúng ta đi đền chùa trở nên rất thú vị. Chúng ta nghiên cứu những hình tượng này đó. Đây là một ví dụ. Rồi thế bây giờ đến, bây giờ mới đến đoạn hấp dẫn này. Đây là cái người bây giờ mới hấp dẫn. Tưởng hấp dẫn lắm. Xem mọi người có muốn không. Vừa rồi tôi mới giải quyết được là ok tiếng Việt như vậy là nói tiếng nó rất là có lý đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn là một thứ vô cùng. Vậy làm sao mà người ta có thể giải quyết được cái câu chuyện vô cùng này? Thì hóa ra nó có quy tắc của nó. Thì đây cũng là một cái nhà nghiên cứu số 2 của Trung tâm Y học Đông Phương. Sau thầy Tuấn Anh có những đóng góp rất lớn trong ngôn ngữ. Là ông tên là Lãng Niên, hay còn gọi là Lê Duy Lân. Ông này, còn sống không? Ông này còn sống không? Còn, ông Lê Duy Lân mà còn gọi là Lãng Niên, còn sống. Lê Duy Dân. Nhưng mà lâu lắm thì em cũng liên hệ được. Mời ông đến cà phê thứ 7 nói. Vâng. Bác này thì tiếng Trung Quốc cực kỳ siêu. Đấy, và vì thế là bác có thể đưa ra những soán rất là hay. Thì sau khi nghiên cứu thuyết văn giải tự của Hứa Thận Đức Kỹ Càng thì bác làm ra 7 nguyên tắc, 7 quy tắc tạo tiếng Việt. Và trên 7 quy tắc này cộng với cái lý học trong tiếng, trong âm của tiếng Việt thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi phải giải thích gần như tất cả các từ mà người Việt dùng, trừ những từ đi mượn của một cái nước nào đấy trong về nói sai đi thì không hiểu thôi, còn những từ cổ đều có thể nói là thiết. Bây giờ tôi đi vào một cái cụ thể thôi. Ví dụ đây là sử dụng 7 nguyên tắc này thì từ ầu có thể chuyển được thành mẹ, và tất cả những khái niệm liên quan ầu, âu, bâu, bầu, đầu, đậu, đất, thật, thôn, khôn, khuông, ruộng, văn, vuông, văn, khăn, khối, cuối, mồi, mớm, mẹ cùng một khái niệm là âm. Và dùng 7 nguyên tắc đấy sẽ chuyển được từ chữ âu đến chữ mẹ. Âu ơ kìa. Âu, âu đến chữ mẹ. Âu ơ. Thế và từ chữ ơ thì tương tự vậy chuyển đến chữ cha. Và nếu cứ dùng cái nguyên tắc này thì ta có thể phân loại tất cả chữ tiếng Việt. Âu cơ kìa. Đơn âm. Đúng không ạ? Đơn âm. Đấy, sẽ tìm về từ gốc và tìm được cái nguyên 7 nguyên tắc đấy là hoàn toàn có thể làm được. Và đặc biệt là nguyên tắc thứ hai, tức là đây là nói về những cái từ đơn âm. Và như tôi đã nói đơn âm thì Việt Nam mình có cái chẳng những từ như từ và hay là từ tương, rất là hay, đúng các dấu khác nhau, là các trạng thái khác nhau. Thế về cái từ mà khó nhất ở Việt Nam chính là cái từ lái, viển vông. Thế anh dùng cái từ ngay từ đầu em thấy là câu chuyện rất có duyên. Từ viển vông ấy, từ viển vô nghĩa đúng không? Có ai biết biển là gì không ạ? Không. Vông có ai biết là gì không ạ? Tầm vông. Lá vông thì có tầm vông, lá vông. Thế nhưng mà cái từ biển vông chắc là từ biển vông mà nó cũng không liên quan gì đến lá vông lắm luôn. Từ biển vông thì có liên quan gì đến, không liên quan đến lá vông. Từ vớ vẩn thì có... Và thế từ vớ nghĩa gì ạ? Vớ thì gần đây thì có nghĩa là tất, ngày xưa không có tất. Không phải, vớ có phải tất, dở. Vâng.
người Nam gọi là tất, chứ còn mình gọi là tất. Vâng, đấy, thế từ vẩn, thì có nghĩa có thể là nước nó vẩn lên. Vẩn được. Nhưng mà hai cái đấy có liên quan từ vớ vẩn. Từ khi ta nói từ vớ vẩn thì nó có liên quan gì đến cái vớ với cả cái vẩn không? Không. Thế như vậy là cái từ, cái kiểu như vậy, cái từ láy như vậy là những từ rất là sáng tạo ở Việt Nam, mà đặc biệt nó nằm khắp nơi trong chữ kiểu. Từ là gọi là bâng khuâng, bâng khuâng bát nát này, rồi nở nang, rồi đắn đo này, tất cả những từ đấy là những từ làm cho ngôn ngữ Việt Nam cực kỳ đẹp. Xe xe từ láy, mà từ láy gọi là đồng âm ấy, cùng một âm láy thì nó chỉ mang tính nhấn mạnh thôi, nhưng mà hai cái âm khác nhau mà làm thành một từ láy và tạo ra một cảm giác mới. Nó phải có quy luật. Ví dụ từ bâng khuâng đó, mình bảo buồn thì ai cũng hiểu. Nhưng mà bảo bâng khuâng là một câu chuyện rất Việt Nam. Ai người Việt Nam nào cũng hiểu, nhưng cứ thử dịch cái đấy ra tiếng nước ngoài. Bối rối. Đấy, bối rối. Hay là đắn đo nhỉ? Đắn đo là cái gì? Nếu mình nói là hay là ngập ngừng nhỉ? Hay thẹn thùng nhỉ? Tất cả những từ đấy người Việt mình hiểu ngay. Không cần phải, nhưng mà nếu mà dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp cho nó chuẩn có khi phải mất một dòng. Còn gần tiếng Trung Quốc nó phải mất từ gấp đôi số từ. Để cụ thể là bây giờ chúng ta sẽ có một cái quy tắc cực hay trong 7 quy tắc này. Và tôi nghĩ là đây cũng là câu chuyện mà đi cà phê thứ 7 xong về là hàng tối cả nhà vẫn ngồi cà phê với nhau. Đấy là quy tắc lướt. Quy tắc lướt của tiếng Việt, người ta nói rằng là vì chúng ta là các đơn âm, cho nên khi chúng ta tạo một câu bằng các đơn âm và nói nhanh thì nó sẽ tạo ra một từ mới. Thế lướt là như thế. Thế ví dụ như là 20 thì nó sẽ thành là 20. Viết đọc nhanh thì 20. 20 mà đọc thật nhanh thì nó sẽ thành hăm. Mình có 21, 22, 23, 24. Thế là hăm chính là một cách đọc nhanh của 20. Mình cứ đọc nhanh thì 20 thì nó sẽ là từ hăm. Đấy. Thế 21 thì nó là 21. Đấy, như vậy đấy là ví dụ thứ nhất. Thứ hai là thời đã qua thì là thời qua thì bằng thủa, đọc nhanh nó ra thủa. Như vậy chúng ta nói đến thủa, cái từ thủa bản thân nó không có nghĩa, nhưng nó thực ra nó được viết tắt của thời đã qua. Đấy, cứ đọc thật nhanh cái từ đấy thì nó ra từ thủa. Thế như vậy trong cái xử lý bộ não về âm của mình ấy, là chúng ta thấy ngay cái việc này nó gần nhau cho chúng ta hiểu. Hay là ví dụ thứ ba là mẩu. Mẩu. Thế thì là tiếng Trung Quốc người ta bảo là mấy dấu là không có. Mẩu là mấy dấu. Mấy dấu. Không có. Mấy dấu. Người Quảng Đông thì nói là mẩu, cho nên người Trung Quốc cũng dùng cái tắc lưỡi này. Không khác gì của Việt Nam trong cái một số những có. Việt Nam là một mẩu. Yeah. Mẩu là một cái. Đấy. Một số từ khác là ngờ đã này, thì là ngỡ, ngỡ chính là ngờ đã. Hay là oan trách chính là, tạm oán chính là oan trách. Dấn là dần tiến, quản là quán là quản hết, quản hết. Xuyến là xuyên suốt. Quán xuyến. Đấy, và đây nhật nguyệt chiếu diệu, thế thì cái từ này rất hay. Từ chiếu là thế nào? Chiếu chính là chói liệu thì gọi là dọi mạnh, mà từ diệu thì là dịu, chiếu thì là dọi nhẹ. Đấy, cho nên nhật nguyệt, nhật chiếu nguyệt diệu, nghĩa là trời dọi mạnh mà trăng thì dọi nhẹ. Thì đấy là cách mà chúng ta liệu có thể hiểu theo chiều ngược lại không? Ví dụ như là bắt đầu từ cái ông Trung Quốc ông quán thì sang tiếng Việt, ông Việt Nam rắc rối hóa vấn đề nên thành là quán hết. Và ông ấy xuyến thì mình đã nói là xuyên suốt. Cũng có thể, nhưng tuy nhiên thì với một số tức từ mình này mình hiểu được về mũi tên nó đi ở phía nào. Cũng có thể, đúng. Cũng có thể, thế nhưng mà hai slide nữa thì anh sẽ tin cái này không? Đó. Hai người trước đây. Trước khi đến cái slide đấy thì bây giờ chúng ta nói đến cái từ, bởi vì là đã nói đến câu chuyện này thì chúng ta phải hiểu bản thân chữ Việt nó là gì, đúng không? Người Việt. Thế người Việt thì tất nhiên là anh biết là có mấy cách viết, như cái bộ có chữ rùa, có cái rùa, cái diều, hay là cái tàu nhảy chân, cái chân chạy, hay là cái gì đấy thì đúng. Thế nhưng mà
trong cái thuyết văn giải tự có một cái nhắc đến là cái chữ phiệt. Chữ phiệt là hội ý của chữ nhân và chữ qua đọc là phiệt. Thì đây là nếu mà nói về cái nguyên tắc mà ta vừa nói vừa rồi ấy, thì nó chả liên quan gì đến âm cả. Anh đọc có tin kia có đúng là chữ nhân, đây là chữ qua và đây là đọc chữ phiệt không? Thế còn nếu mà chúng ta bảo, nếu mà ta đọc, đây là phát minh của thầy Lãn Miên ấy, là nếu ta đọc là chữ nhân và chữ qua và là chữ phiệt thế này, phải đọc là chữ vương, chữ phiệt, chữ thiết thì bằng chữ phiệt, thì có đúng. Nghe đọc theo nguyên tắc nước. Nghĩa là ông vua là người cầm qua, tức cầm rìu đi chinh phạt, đó là dân tộc Việt khởi tiền sử. Ví dụ. Như vậy, vẫn là sách của lũ thầy dưới. Đấy là chữ Việt cổ. Còn đây chữ Việt quần, cái chữ Việt có chân đấy cũng không phản động lắm, nếu mà phân tích, nhưng mà nó cố tình cho mình là phản động, nhưng mà dân chúng nó cũng không hiểu. Thế nên mình cứ dùng cái chữ Việt ở trong cái sách này và nó giải thích như thế này, ít nhất chúng ta có một cơ sở rất là hay và nó đúng là theo cái nguyên tắc đọc lướt của người Việt mà chúng ta đang dùng nằm lòng. Cụ thể là cái slide tiếp theo. À, bây giờ chúng ta lẩy kiều để chứng minh rằng đối với anh rằng là cái việc mũi tên nó phải là xuôi chứ nó không thể ngược lại được, bởi vì những từ này nó là từ tiếng Việt mà anh có dịch từ tiếng Trung Quốc anh sẽ thấy ngay. Bâng khuâng nhớ cảnh những người đấy. Bâng khuâng là gì? Bâng là buồn dâng, và khốn dâng thì gọi là bâng không. Đọc thật nhanh: buồn dâng là buông, là bâng, mà khốn dâng thì là khuâng. Cho nên bâng khuâng chính là một cái từ lại là từ lướt của buồn dâng và khốn dâng, tâm trạng buồn bực và khó xử dâng lên trong lòng. Để thích thế có đúng không ạ? Đúng. Có vẻ hơi ác nhỉ? Tất nhiên là có khoảng 100 cái ví dụ như thế này đúng không? Vâng, đúng rồi. Nếu chỉ có một từ thì, nhưng mà Ban Lan Miên thì có khoảng 200 từ như thế này. Vâng, tức là gần như giải quyết hầu hết tất cả các từ kiểu như thế này. Công trình nghiêm túc. Tất cả các từ không, này. Bây giờ anh đừng đưa từ vội mà anh đưa cái tên từ xong mọi người giải thích đã. Thế nói thử định nghĩa đã xong. Chúng ta sẽ không rất khó giải thích. Bây giờ biết một chút thì ví dụ vằng vặc, chúng ta chỉ nói vằng vặc là anh biết là đấy là vầng trăng chiếu sáng rồi đó. Thế thì vằng vặc là vàng rằng và vàng dặc thì gọi là vằng vặc. Mà từ rằng và dặc thì lại từ dài mà ra rằng dặc. Đấy, vàng rằng và vàng dặc thì gọi là vằng vặc. Các người Việt chỉ nói vằng vặc là biết là đấy là ánh trăng của trăng chiếu xuống vàng. Ví dụ đấy là cái thứ hai. Mà cái từ vòng vặc thì cực kỳ khó hiểu luôn. Nếu mà chúng ta không có phải là người Việt Nam mà bảo bây giờ từ đấy tại sao ấy, thì là coi là một từ mới hoàn toàn. Khó dịch. Không thể có gốc được. Rồi, thế thì bây giờ cái thứ ba. Đây, thế theo ý của Trinh là để một người đoán ngơ ngẩn là cái... Thế theo cái luật này thì ngơ ngẩn là gì? Ai biết thì tôi không để hỏi chuyên gia ngôn ngữ là chủ dương thụ. Ngơ ngẩn nó ra này rất là dễ, là ngẫm sơ thì gọi là ngơ, mà ngẫm dần thì gọi là ngẩn. Cho nên ngơ ngẩn là ngẫm sơ ngẫm dần, tức là nghĩ từ cái đoạn đơn giản cho đến đoạn là sau nghĩ dần dần nó lên thì nó gọi là ngơ ngẩn. Trung Quốc đây nghe phải dịch là đây cái chữ gì kìa, em không biết đọc được đâu. Chú chàng mắng ráng thì kìa, dầu dĩ mù tịt, mắng ráng hoàn toàn không phải là từ ngưng cả theo nghĩa của chúng ta hiểu, cho nên mũi tên nó không ngược lại được. Và đây là người ta dịch chuyện Kiều sang tiếng cái chữ từ Trung Quốc kia là chữ của bản dịch chuyện Kiều, thì người ta không thể dịch từ ngưng cẩn tương đương một từ khác. Nhưng Việt Nam mình đọc ra hiểu ngay. Ở đây ngẫm sơ ngẫm dần. Cô giáo dạy tiếng Trung này, cô giáo Lan dạy tiếng Trung này. Nếu không có sai đâu thì xin phép cô ý kiến. Tiếp theo, tầm tã. Mình chỉ nói tầm tã là mình đã thấy là mưa rơi tầm tã rồi đó. Đấy thì tầm chính là tưới đẫm và tã là tưới đã. Tưới đẫm tưới đã thì là tầm tã thế thôi.
Thế anh phải nghĩ ra thông ta rất khó đúng không ạ? Nhưng mà một khi cái này đã có rồi ta sẽ thấy rất có lý. Có 200 ví dụ như này, hôm nay tôi chỉ đưa ra được 6 thôi. Đấy, cái tiếp theo là thăm thẳm và đăm đăm, cái này cũng rất hay. Đấy, trông vời gạt tệ phân tay góc trời thăm thẳm ngày ngày đăm đăm. Cái thăm thẳm là nào mà đăm đăm nữa này. Thế thì từ thâm thì nở ra từ thẳm thẳm. Đấy là một cách chuyển từ như tôi đã nói giống và đấy. Tức là cái một cái từ gốc nó có thể chuyển thành các cái từ với các dấu và các âm tương tự. Đấy thì từ thâm thì ra thăm và thẳm. Thế từ đăm đăm chính là đờ đẫn mà ngắm, thì là đăm. Thế còn nó khác với cả chằm là gì? Chăm chú mà ngắm thì gọi là chằm. Chằm chằm. Cho nên là đăm và chằm cùng là một thể hiện một cái việc nhìn một cái gì đấy luôn. Nhưng tại sao nó lại khác nhau? Mình đọc cái mình thấy ngay thăm thẳm và đăm đăm nó khác thăm thẳm và chằm chằm. Thế ông Nguyễn Du chỉ đổi là ngóc trời thăm thẳm ngày ngày chằm chằm. Rất dở. Anh thấy những mũi tên này có xuôi không? Có ngược lại đúng không? Khi mình phải đọc lại cuốn đoạn trường tân thanh của ông ấy lại là viết miêu tả không, chứ không phải thơ. Ông Nguyễn Du có thể dịch đâu, chỉ đi ông đi sát từng chữ một đấy, à từng câu một, cho nên là những cái đoạn mà chữ kiểu dịch ý nhiều hơn là viết y xì lúc thế, không có gì khác cả, chỉ có những cái là văn xuôi bên là văn tần thôi. Cũng có buồn trông cửa về chiều hôm, những cái ý là ông Thanh Tâm Tài Nhân có hết rồi. Và đấy nó mới thể hiện cái tiếng nôm của Việt Nam nó tuyệt vời. Người ta sắp được từ một cái đoạn văn tả cảnh thành một câu rất ngắn, ví dụ như câu này. Anh vừa nát lên câu đấy đúng như thế luôn. Câu này nếu trong sách của Trung Quốc thì nó sẽ là đây, đầy đủ ở dưới đây. Hướng tứ chu viễn diệu mãn nhãn thị nhất khiến yêu phát định chẳng hạn. Đấy là để dịch cho cái từ của chúng ta là bốn bề bát ngát xa châu. Thế trong này thì cái từ bát ngát là nó rất gợi cảm. Người Việt Nam đọc bát ngát là hiểu ngay. Thế cái từ bát ngát là tại sao nó có từ bát ngát? Thế thì là ngang mà rộng thì là ngát. Bát là thể hiện trong cái thứ rất là rộng. Này là ông chưa thấy Du thế nào ông cãi. À thế Du thì quan điểm của ông là tất cả thứ của Việt Nam là của Trung Quốc em. Thì tất nhiên là vì ông ấy không biết gì về lý học nên mình không thể tranh cãi được. Không biết cả chỉ phải thế mọi người có thể về này kiều tiếp có khoảng 200 cái đoạn như thế này. Nếu mà lên trên mạng trên Lý Học Đông Phương tôi có toàn bộ bài của thầy Lãn Biên công bố như đấy, chỉ cần mọi người chỉ tra là ngôn ngữ Việt Nam Lãn Biên sẽ ra ngay trên internet và sẽ lẩy tất cả các loại kiều người đọc rất thú vị. Nghe tôi đọc cái đấy 10 năm bây giờ đọc lại thì rất hay. Thế mà khi mà chúng ta quen cái món này rồi thì có thể phát hiện được ra những cái kiểu như thế này. Quá chắc là quá giờ nữa thôi, xin ra anh slide cuối cùng. Quan trọng nhất là người ta có nghe không? Khi mà nắm được lý học ấy, khi mà chúng ta có cái mối quan tâm sâu sắc về các cái văn hóa khác và cũng không có tự tin hoặc tự ti và nắm được ngôn ngữ tiếng Việt ấy, nếu có thể giải thích được, ví dụ như tôi Tết năm ngoái thì có thể giải thích là tại sao Việt Nam gọi là mão mà không phải là thỏ. Quý mão. Là mèo chứ không phải là mèo chứ không phải là thỏ. Thì tôi đọc, vì thực ra là lúc đấy là đọc rất nhiều. Nhưng mà không thấy có ông nào giải thích được tại sao Việt Nam lại là mèo mà không phải là thỏ. Tất cả các nước khác đều gọi là thỏ đấy. Năm thỏ. Chỉ duy nhất ông Việt Nam gọi là mèo. Thế thì đây tôi đưa ra cách giải thích là như thế này. Thực ra cái 12, và đây nó cũng lại liên quan đến thần số học. Tức là con số 12 thì nó có xuất hiện ở nhiều nơi. Trong đấy có 12 tháng đương nhiên. Có 12 năm... và 12 con giáp. Thế nhưng mà trong các tôn giáo thì Đạo Phật nói rất rõ về 12 nhân duyên. Và được coi là một cái cơ sở, một cái lý thuyết, gọi là một cái nguyên lý căn để của Phật Pháp khi giải thích về các vấn đề. Cái nào nó sinh ra từ đâu và tại sao nó lại ra cái hôm nay, nó từ 12 nhân duyên.
Thế thì rất là khi tôi khảo sát thì thấy rất là phù hợp, là từng cái con giáp nó đều liên quan đến cái nhân duyên trong 12 nhân duyên đấy cả. Vô minh chính là con chuột, nếu chúng ta vẫn nói con chuột là vô minh, mà nếu chúng ta hiểu cho đúng người Việt Nam thì rất đúng. Vô minh là con chuột, con chuột thì là cái gì nó cũng gặm, nó là vô minh. Hành là con xỉu, con trâu. Con trâu là mần, là mần, tức là con dần. Đấy, con dần là con mà gọi là chùm, chùm của các loại động vật. Chúa là danh sắc. Thôi bây giờ để tạm đấy, danh sắc có thể là con thỏ hoặc con mã mèo đó. Lục nhập là con thìn, là con rồng. Xúc là con rắn đó, rắn là con bò trạm đấy. Thọ là con ngựa. Ái là con mùi thì đúng quá, thì cái này không ai cãi. Ái là con dê đó. Chứ sao là con dê. Ái là yêu. Anh ái Việt là tuổi mùi, và tình ái và con dê là cái hình tượng trong tất cả các văn hóa. Ái là mùi, thủ là thân, thân mình là thủ, hữu là dậu. Đấy thì nói chứ là con dậu nó còn thèm sở hữu cả mặt trời, cho nên gọi là con gà là thiệt. Tuất là sinh, chó và hợi thì là sống chết đều cười giống nhau. Con lợn là từ lúc sống đến lúc thịt, mặt nó lúc nào cười, lão tử nó như nhau. Thế thì khi sắp được đúng như này rồi, tất nhiên là nếu mà mọi người quan tâm thì có thể lên cái trang tôi đọc kỹ từng cái này. Thì bây giờ giả sử danh sắc của thỏ, thì nó có vấn đề gì? Thỏ thì liên quan đến danh sắc, nhưng mèo thì rất liên quan danh sắc. Bởi vì nếu mọi người hiểu rõ cái 12 nhân duyên này, thì là từ thức, tức là từ ý thức vô minh nhé, thì chính là cái thái cực sinh lưỡng nghi, cái khác nó thì gọi là vô minh. Khi nó có tương tác thì gọi là hành. Hành thì nó mới tạo ra cái lý, thì chính là thức. Và cái lý đó thì mới đặt tên được cho sự vật, thì gọi là danh sắc, chính là cái form của anh. Đúng không? Thế thì trong các cái loài động vật thì cái gì mà nó lại danh sắc nhất? Cái con nào mà nó gọi tên nó ra miệng thì nó phải đương nhiên là con đấy là hàng đầu, là danh sắc. Thì không biết là con thỏ bao giờ nó gọi thì nó kêu thỏ thỏ không, nhưng con mèo chắc chắn là kêu mèo mèo. Cho về mặt hình tượng mà nói thì chắc chắn là nếu mà gọi một con danh sắc trong các con vật, cái con mà mở mồm ra nó phải nói tên mình thì chắc chắn là con đấy mới là danh sắc. Bò thì sao? Bò không thỏ. Nhưng trong trường hợp này ấy, là nó có một cái yếu tố thứ hai là nếu thức là sinh ra danh sắc, thì thức phải là chùm, danh sắc phải là con, cho nên vẫn phải có hổ và tiểu hổ. Cho nên thức bò thì có thể cũng là một dạng danh sắc và nhì, nhưng mà lại không phải là con của hổ. Vô minh nghĩa là con chùm. Vô minh là chùm mà thì cả vô minh chính là khổ. Tức là trong tất cả mọi thứ, tức là cái sự thiếu cân bằng thì nó là gốc của tất cả mọi vấn đề. Còn nếu nó cân bằng thì chả gì phát triển được. Thì nắm nhiên đấy thôi. Thế vô minh người ta coi là gốc của một vấn đề là đúng. Rồi, thế thì đấy là cái cách mà chúng tôi, ví dụ đây là cá nhân tôi vận dụng cái lý học, cái ngôn ngữ tiếng Việt để quan sát một cái việc mà cũng là câu hỏi chung trong đến năm mèo của mình, thì tự nhiên cả thế giới gọi là thỏ. Ít nhất mình có cái giải thích cho nó. Và nếu dần dần đấy, mình trong tất cả việc mình đi chùa, mình đi chơi, mình xem cái tranh đồng hồ hay là mình đọc cái gì đó, mình hiểu sâu sắc, mình có thể tự ngẫm ra được. Đúng sai thì rất là khó. Rồi sau này tí nữa tôi sẽ có gợi ý để làm thế nào để biết nó là đúng sai. Thế kết luận về trao đổi thì chính là cái phần gợi ý. Bây giờ chúng ta quay cái chuyện vui thì xong rồi đó. Để quay trở lại là cái chúng ta cần phải duy trì cái lợi thế con người so với trí tuệ nhân tạo. Nói thế thôi thì cái việc này là sống còn. Thì không phải 50 năm nữa mà thế giới này toàn máy cả thì chết. Thì nó có một vài thứ mà người ta cũng thống nhất thôi: trí tuệ cảm xúc này, trực giác này, sáng tạo này, đạo đức này, và khả năng thích ứng phục hồi. Đấy là những cái thứ mà có vẻ như con người sẽ, nếu làm được cái này thì có thể còn có cửa. Nói hôm nào còn có cửa, còn chưa chắc đã là chưa chắc đã có cửa. Nó quyết định trong chuyện là chúng ta sẽ tiến hóa cùng với nó như thế nào, nhưng chắc chắn là những cái khác là chúng ta không bằng được rồi. Thế thì theo như
theo như tôi trình bày ấy, thì với cái cách hệ thống hóa như vậy, tâm linh tôn giáo và đặc biệt là chúng ta người Việt, thì tôi đề nghị có bốn cái gợi mở, có bốn cái hướng mà để chúng ta có thể nghiên cứu tiếp. Thứ nhất là phát triển cá nhân, đầu tiên làm gì nó lợi cho mình. Thế thì mình, nếu mình bỏ chấp cái tâm linh là phi khoa học đi, mà hiểu về toán cổ chính là lý học và lý cổ chính là ứng dụng, thì chúng ta sẽ chiêm nghiệm tốt hơn và phát triển cái trực giác tốt hơn. Cái điều này quan trọng chứ không phải chỉ cho vui đâu. Nếu chúng ta hiểu các cái nguyên lý thì trực giác chúng ta sẽ phát triển tốt hơn, vì chúng ta tiếp xúc hàng ngày với tất cả những cái thứ văn hóa và ngôn ngữ của chúng ta, mà vì chúng ta không hiểu, trực giác chúng ta hoàn toàn có thể dẫn chúng ta đi sai. Nếu chúng ta hiểu sâu ấy, càng chiêm nghiệm đúng thì cái trực giác của con người sẽ phát triển trong cái bối cảnh của mình. Và chính vì thế thì chúng ta có thể luyện cho những con AI nó tạo ra những cái trực giác. Thì tất nhiên là con người bao giờ tạo ra cái công cụ của sau đấy nó lại mình lại phải chiến đấu với nó. Nhưng mà nếu chúng ta dạy hiện nay, chúng ta dạy AI bằng tất cả các từ ngữ có được trên mạng rất lộn xộn, hiện nay bắt đầu dẫn đến tình trạng là nó tự là đẻ ra từ rồi nó dùng nó đào tạo và nó ngu đi. Đấy, con AI hiện nay đang gặp những vấn đề như vậy. Thì người ta phải lọc những cái từ như thế nào đấy, sắp xếp như nào đấy, thậm chí là cho cái độ quan trọng của từ nó phải khác nhau. Từ nào là từ gốc, từ nào là từ phụ, từ nào sinh ra. Mà dạy con AI thì con AI bản thân nó sẽ thông minh hơn. Chỗ này là một trong nghiên cứu về AI là có thể tạo trực giác cho AI. Nếu đưa ra một ngôn ngữ có cấu trúc, có lý học, chắc chắn sẽ dạy được cái con AI đấy có trực giác tốt hơn là hiện nay AI chúng ta đang đào tạo. Và lý học nói rằng là cái việc dự báo gắn kết như vậy nó có tương tác lượng tử, có liên kết. Thì cái liên kết dựa trên lý học có thể áp dụng trong khoa học cho các thuật toán dự báo đa liên kết tốt hơn, chứ không phải chỉ là một chiều. Anh có thể liên kết theo chiều ngược lại, chiều các phía, nếu như nó cùng một cái mẫu, ví dụ nó cùng là hình mọc, nó nôm na là như vậy. Nếu chúng ta được rồi, thì cái đấy cũng giúp là cho cái công tác dự báo tốt hơn. Nghiên cứu về tôn giáo thì có thể nghiên cứu về các nguyên tắc tâm linh, phi huyền bí, bởi vì có những cái trải nghiệm huyền bí như tôi nói thì chúng tôi cũng không có thể giải thích được hết, và có thể giúp các tôn giáo tìm lại những nội dung căn bản. Ví dụ chúng ta nói về đạo Phật chẳng hạn, như anh Việt lần trước cũng nói, không cẩn thận nó thành mê tín, ảnh hưởng rất nhiều về khác. Thì bản thân khi chúng ta quan sát đạo Phật, chúng ta hiểu được cái nguyên tắc tâm linh là gì, và trên cơ sở đấy, ví dụ như là muốn giải thoát hay là muốn giác ngộ, thì những cái điều kiện, ví dụ như là 7 cái tính chất của giác ngộ là gì, và cái đấy là lý học của nó là như thế nào, cái đấy thực ra là 1, 2, 4, nó chính là 1 + 2 + 4 là bằng 7, tức là thái cực, là nữ nghi, là tứ tượng, nắm được đủ cái đấy thì sẽ là 7. Ở đây thì xin nói lại tại sao là số 7 là vì thế, vì nó chỉ là thái cực sinh nữ nghi sinh tứ tượng, và tứ tượng biến hóa vô cùng, cho nên thực ra số đếm sẽ chỉ dừng ở 7. Số đầu tiên là 1, xong rồi đến số nữ nghi là 2 và 3, xong cộng với cả tứ tượng là 4, 5, 6, 7, 7 hết, cho nên 7 là hoàn thiện trong tất cả các tôn giáo. Và vì thế là nếu mà nhìn ở trong nhị phân thì từ 0 đến 7, thêm số 0 vào nữa là giải quyết đúng nhị phân, từ là quẻ của bát quái. Và vì nó có âm có dương thì nó thành trên dưới, thành 6 tứ quẻ. Thế thì như vậy, nếu chúng ta quay trở lại, ta đọc những cái tôn giáo, như tôi, lúc tôi đi là tôi vẫn học người ta về Hồi giáo, học về Do Thái giáo, học về Công giáo, thì chúng ta cố gắng tìm hiểu cái căn đề, chứ không phải là người ta cứ bảo mình gì là mình coi là đúng. Thì bởi vì nó có lý học. Và cuối cùng là nghiên cứu văn hóa Việt, lấy tiếng Việt là nguyên liệu, lý học là bộ máy xử lý, thì sẽ giúp quan sát văn hóa Việt để tổ chức thành hệ thống, minh định được cái văn hiến Việt. Thì chúng ta nó lẫn lộn hết cả đấy, và chúng ta gắn kết vào đời sống hiện tại được khi chúng ta giải quyết được nó, và có thể tạo ra cái túi khôn. Ví dụ như cái Kabbala và cái mấy cái món của Do Thái, nó coi là túi thôn khôn của người Do Thái, và nó tạo ra rất nhiều việc, và nó có lý của nó, chúng ta có thể biết đâu làm được. Thế thì các bạn là như vậy. Slide cuối cùng là những việc này nó đang xảy ra rồi, có những cái chương trình rồi, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể qua những người như anh Việt cũng đã hoạt động ở rất nơi, ở rất nhiều nơi, hay ở đây có cả bác Tiến trước là viện trưởng viện chiến lược của Bộ Thông tin Truyền thông. Thật sự là những cái việc này bây giờ có thể làm được, nhất là
người nhà khoa học đã bắt buộc phải tin vào các loại AI vốn không giải thích được. Hiện giờ các mô hình trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ lớn là không giải thích được nhưng vẫn dùng được, vẫn dùng tốt. Thì nhà khoa học đến thời điểm này là đã trở nên chấp nhận hơn rất nhiều so với ngày xưa về những cái mô hình này. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải đối thoại tiếp, nắm các cái quan điểm đa dạng, hợp tác. Và đặc biệt là người Việt ấy, có lợi thế. Thế thật ra là khi mà những Việt đặt ra việc này, tôi cũng rất mong muốn là trình bày tất cả những cái gì mà mình biết để gợi mở để cho những cái bạn tiếp theo. Có thể là nghiên cứu về văn hóa, có thể nghiên cứu về AI, có thể nghiên cứu về khoa học. Có thể sử dụng tất cả những cái kết quả này. Và tất cả những kết quả này chúng tôi ở trong Lý học Đông Phương diễn đàn, bây giờ nó là Việt Lý, cái trang web này. Nếu mọi người muốn thì có thể vào đấy và xem lại cái kết quả này. Lý học lạc việt.vn chúng tôi để mở hoàn toàn. Tất nhiên nó chưa được hệ thống hóa, nhưng đây tôi cố gắng hệ thống hóa một số. Một kia là rất nhiều bài mở, và nó có hàng nghìn, hàng chục nghìn những cái bài liên quan trao đổi trong vấn đề này. Thì rất hy vọng là đóng góp được cho mọi người một góc nhìn trên cơ sở của những người đi trước, như là thầy Vũ Diệu, là thầy Đán Miền này. Xin cảm ơn. Xin mời các cử tọa đặt câu hỏi. Hôm nay kiểu như là thú vị quá, lịm gà. Em nghe chia ra làm hai buổi tốt hơn. Hơi nặng nề, đúng không? Hơi dài. Nếu mà không sao, cứ rồi chúng ta sẽ có nhiều dịp nói thêm nữa. Dạ. Thì mời mọi người đặt câu hỏi. Nhiều kiến thức, nhiều lời chứ. Không cần mic cho không? Không, phải nói cho mic. Rất là cảm ơn anh Trung, bởi vì anh đã có một cái bài chia sẻ. Em muốn hỏi một tí, tức là anh đã xem một cái bộ phim của Steven Spielberg tên là Trí tuệ nhân tạo, được làm vào năm 2001 và chưa, và nếu như anh xem rồi á, thì cái con sinh vật mà có tên là David ấy, thì nó là cái con gì trong số những cái mà anh liệt kê thôi về mặt khái niệm, thì nó sẽ là super human hay nó là cyborg. Và cái con cuối cùng ấy, cái con mà nó có một cái định dạng giống như cái chip có 64 cành ấy, có một cái con ở bên trong ấy. Cái con nó xuất hiện cuối cùng ấy, thì nó là cái gì, nó là cyborg hay nó là cái gì? Tức là em tại vì thực ra cái bộ phim đó nó làm từ năm 2001 nhưng mà nó lại được chuyển thể từ một cái chuyện ngắn viết vào năm 1969, tức là nó đã ở thế kỷ 20 của một cái người mà người ta viết về một cái món đồ chơi super toys, thì họ dùng cái từ super toys để họ tả cái cậu David đó. Thế nhưng đến khi mà chuyển thể thành kịch bản thì cái cậu mà viết ra cái chuyện ngắn đấy thì cậu bị sa thải, mà ông Stanley Kubrick ông ý mời một cái nhà biên kịch khác để làm cái bộ, để viết cái kịch bản đấy. Thế tức là về mặt lý thuyết mà nói, tức là về mặt logic mà nói, thì có thể là cái người nhà, cái ông nhà sản xuất Stanley Kubrick, ông đã không hài lòng với cái quan điểm về mặt viễn tưởng mà cái cậu tác giả của cái chuyện ngắn đấy đưa ra khi gọi cái cậu David đó là Super Toys. Thế vậy có nghĩa là Stanley Kubrick ông ấy sẽ phải coi cái David đó là một cái super x gì nào đấy. Thế và sau đó thì ông Stanley Kubrick ông lại chết mất trước khi cái phim này được hoàn thành bởi Steven Spielberg. Thì tại vì trong cái bộ phim đó nó không có đặt ra một cái định nghĩa hoặc là cái khái niệm, mà nó chỉ cho thấy rằng là một cái diễn trình thôi, là con người người ta đến cái đoạn người ta phải thay thế bộ mặt, rồi phải thay thế cánh tay, làm cho mọi thứ nó trở thành gọi là bất lão. Nó không bất tử nhưng nó thành bất lão. Nhưng mà cái con cuối cùng ấy, thì thực ra nó lại là bất tử. Tại vì là nó đã sống đến mấy nghìn năm. Và cái con David, cái cậu bé đó mà mình không biết, anh không biết là anh xếp nó vào cái hạng gì dưới cái góc nhìn của anh, thì cậu ta lại chỉ tồn tại có trong một đêm nữa thôi, bởi vì là cậu ta đã chấp nhận cái việc là được quay trở lại với bà mẹ để sống một đêm. Thì em muốn hỏi là tại cái cố gắng của việc lý học là phải giải quyết được, phải giải thích được mọi thứ. Thế bây giờ khi mình nhìn vào một cái tác phẩm điện ảnh của một cái ông
mà ông ấy sống và sử dụng cái hệ thống triết học của phương Tây. Trong cái bộ phim đó thì không thấy nhắc gì đến Phật giáo, bởi vì cái ông chúa mà ở dưới đáy biển thì cũng là một cái hình tượng của Thiên Chúa, không thấy nói gì đến các cái loại hình tôn giáo khác. Thì mình cứ tạm gọi là cái người sáng tạo nên cái bộ phim đấy là mang cái hệ thống triết học của phương Tây đi. Thì nếu như Lý Học mà giải thích cái bộ phim đấy thì anh sẽ giải thích nó như thế nào? Hỏi hay. Đây là một cái, đây là cảm ơn đạo diễn. Nhắc lại cái phim này mình xem lâu rồi, nhưng mà đúng là phim này là cũng là một trong phim tiêu biểu nói về thời đại của AI. Tên nó là AI. Thực ra cái phim mà bây giờ mọi người thích hơn ấy, nếu mà chị quan tâm cái này thì nó gọi là Hitchhiker's Guide to the Galaxy, tức là cái phim đấy nó mới là cái phim phù hợp với cả cái hiện nay, cái tôi nói ngày hôm nay hơn. Và đặc biệt cái phim đấy nó mang rất nhiều, phim đấy là cái phim AI, nó là một câu chuyện. Còn cái Hitchhiker's Guide to the Galaxy nó là một tập hợp các biểu tượng văn minh và tương lai cố gắng được gắn kết thành câu chuyện, mà trong đấy nó là ngụ ngôn thời đại mới. Và đặc biệt trong đấy thì tôi nói với cái trước này để nói chút về AI, thì trong đấy là có một cuộc gọi là viễn du, rồi người ta làm tất cả, rồi cuối cùng người ta mới tìm đến cái máy, đến cái đền thờ. Và cái đền thờ đấy là phải đi qua rất nhiều các cái thách thức thì vào đấy để hỏi được thế cái chân lý của vũ trụ này là gì. Thì người ta mới dẫn được vào đấy và hỏi cái máy đấy là thế cái gì đại diện cho chân lý của vũ trụ này. Thì máy nó chạy rồi nó thò ra một cái câu trả lời là con số 42. Chấm hết, không có một giải thích gì nữa. Và cuối cùng là, và cái đấy nó đặt ra rất nhiều vấn đề triết học, là như vậy là cái vấn đề đặt câu hỏi nó mới là quan trọng. Nhưng mình chỉ hỏi là cái gì là chân lý cuộc đời, nó chỉ trả lời đúng câu số, con số 42. Đấy là phương Tây đang nói rất nhiều về cái phim này. Nếu mà chị quan tâm thì đấy là cái gợi ý nhé. Còn cái câu chuyện về AI ấy, thì tất cả những cái chủng loại mà có trí tuệ như vậy thì nó đều gọi là, bây giờ nó đều sẽ gọi là divergent, tức là diverse intelligence. Đấy, thế và cái mà chúng tôi đưa ra là superhuman hay là AGI hay là cyborg là một vài cái ví dụ. Nhưng chúng ta nên coi tất cả những cái từ cậu David hay là đến cái người cuối cùng ấy, là đấy là chính là đa trí tuệ. Mình phải chấp nhận tất cả những người đấy, tất cả những cái đối tượng đấy là đối tượng trí tuệ sống song song cùng với con người trong giai đoạn tới. Còn để cụ thể cái gì là cái gì mà phân tích về học, chắc tôi phải xem lại kỹ hơn, cái phim này lâu quá không xem. Nhưng có thể xếp hạng được, có thể sẽ xếp hạng được là ở cấp độ nào chẳng hạn như vậy. Thế còn nếu chị quan tâm đến phim thì chị đạo diễn, thì cái phim Hitchhiker's Guide to the Galaxy là phim mà rất phù hợp với cả Lý Học. Còn nói chuyện chơi về phim thì phim Avatar đầu tiên ấy, là hoàn toàn nói về người Việt Nam hết. Thì để nói, nếu nói chuyện chơi nhé, bởi vì đúng như chị Điệp, chị hỏi là Lý Học cái gì mà giải thích không? Thế thỉnh thoảng là chúng tôi cứ xem những phim ấy, tôi cũng thử nghĩ, à, cái xứ đấy là xứ Na'vi. Mọi người nhớ phim Avatar đầu tiên nhỉ? Xứ đấy là xứ Na'vi đâu phải? Na'vi thờ là thờ mẫu với cây ấy. Cuối cùng mọi người nhớ là cái cây thờ mẫu đó. Mà nói đấy là mẫu. Đi thì là giống, đấy là giống xăm mình. Giống với Avatar là người xăm mình đúng không ạ? Mọi người nhớ là người đặc biệt. Rồi cưới chim. Chim lạc. Chim giống nước người, con lạc là chim lạc của mình luôn. Chim nhà mình. Sự tích đấy không khác gì Mỹ Châu Trọng Thủy. Chúng mình xem là kịch bản của Avatar. Ví dụ như vậy. Thì cái chuyện mà trong cốt truyện của phim hiện đại có mang những cái tích của một cái tôn giáo nào đấy, hay tâm linh hay là dân tộc hay là văn hóa, đây là chuyện rất bình thường. Thì Avatar rất Việt Nam. Nếu mà quan tâm thì cái Avatar tập 1 là rất rất Việt Nam. Có rất nhiều cái yếu tố liên quan và mang tính lý học này. Thì đấy là một vài cái trả lời chị đường vòng, bởi vì không nhớ lắm cái phim kia. Không nhớ hết những nhân vật kia. Xin mời. Mời bạn. Tôi rất cảm ơn Kỳ Trung, anh Ái Việt đã cho chúng tôi được nghe cái tổng quan này về ký số và vấn đề AI.
cũng như những vấn đề rất là thú vị về vấn đề ngôn ngữ Việt. Và đây tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất ý, là cái AI mà như anh Trung nói là tới đây là có đến 1 tỷ các cái cá thể robot khác nhau mà anh gọi là giúp cho dùng mạnh. Thế thì cái việc lý số và tin học hiện nay thì tuy rằng nó cách nhau hàng mấy nghìn năm, thế nhưng mà phương pháp luận thì nó cũng lại rất là đồng nhau, tức là nó đều dùng cái phương pháp luận nhị nguyên, tức là hàm âm hàm dương và số 1 số 0 để giải quyết cái vấn đề AI hiện nay, đúng không? Thế nhưng mà cái sự sống, bởi vì tôi muốn lên thêm này là nghiên cứu các vấn đề tâm linh hiện nay thì rất đặc biệt là các nhà vật lý là rất là tích cực, nhưng mà các nhà sinh học và một số lĩnh vực khác thực ra là cũng rất sát sửa với lĩnh vực này thì hầu như không có ai gì mà. Nhưng tôi là người đại diện của sinh học có quan tâm đến vấn đề này. Thế thì cái việc câu hỏi được đặt ra đây là thế này, là vậy thì những cái 1 tỷ cái cá thể giúp về human ấy, có gì đồng nhất và có gì tương tự với lại con người không? Bởi vì sự đa dạng sinh học hiện nay ấy, thì nó chỉ ra rằng là cùng bộ gen của một loài cho phép sinh ra số cá thể khác nhau của loài đó, tính từ con virus cho đến con người là nhiều hơn số nguyên tử trong vũ trụ. Tức là cái sự đa dạng là đến vô cùng, cho nên nó có cái số phận khác nhau. Câu hỏi được ra đây, vậy 1 tỷ các anh chàng giúp bày hôm nay có số phận riêng không, có cảm xúc không, và có phần nào? Tất nhiên là có những cái họ mạnh hơn con người, chẳng như cái suy nghĩ, cái tính toán họ mạnh hơn, nhưng mà liệu họ có những cái số phận, những cái cảm xúc, những cái như con người không? Đấy câu hỏi một. Câu hỏi thứ hai ấy, là anh Trung có nghiên cứu rất nhiều, và tôi cũng rất là mừng là người Việt lại có những người, những người như anh là tiếp xúc được tất cả các cái tôn giáo, kể cả Hồi giáo, bởi vì đối chúng ta Hồi giáo cũng là cái gì đó tương đối là xa lạ. Thế thì như Lưu Ái Châu là một trong người cũng tương đối là nghiên cứu văn hóa và tôn giáo tương đối là kỹ Trung Quốc, thì anh có nêu vấn đề như thế này: tôn giáo thì quyết định văn hóa, và văn hóa thì quyết định cái căn tính của dân tộc, và từ đó thì quyết định cái số phận của dân tộc. Thế thì ở đây là có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng cái tôn giáo đầu tiên ấy, khởi thủy của nhiều tôn giáo khác chính là Do Thái giáo. Cái câu hỏi tôi đặt được là thế, vậy thì cái Do Thái giáo khác các tôn giáo khác như thế nào khiến cho cái dân tộc đó, mặc dù là trải qua rất nhiều những cái kiếp nạn, nhưng họ vẫn là một dân tộc giàu có nhất và thông minh nhất của nhân loại chúng ta? Thế thì cái cách đặt vấn đề của Talmud, cách đặt vấn đề của Do Thái giáo như thế nào để hình thành ra một cái dân tộc mặc dù là mất nước hàng mấy nghìn năm, nhưng họ vẫn là một dân tộc, họ vẫn không thay đổi về cái tính chất, và cuối cùng là gì, là số phận dân tộc đó tuy rằng là có rất nhiều những cái đau khổ, nhưng họ vẫn là một trong dân tộc mà chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ, đóng góp cho nhân loại, vâng, đóng góp cho nhân loại rất là nhiều. Số giải thưởng Nobel của chúng ta rất nhiều. Vâng, cảm ơn bác. Thì chắc là câu hỏi thứ nhất về các loài đấy nó sẽ như nào. Giả sử bây giờ cái con robot có thể trong 1 tỷ con ấy sẽ giống hệt nhau, nhưng mà mỗi con đấy sẽ có cái não khác nhau, và cái não nó sẽ cái não nó khác nhau, là tiến hóa theo cái hàm mục tiêu mà người ta lập trình cho trí tuệ nhân tạo. Ví dụ hàm mục tiêu của những con này là phải sản xuất khâu dày càng nhanh càng tốt. Thế xong đến khi nó khâu tốt rồi thì người ta bảo là bây giờ phải di chuyển càng ít càng tốt để đỡ tốn điện. Vậy xong rồi ví dụ tức là các hàm mục tiêu nó sẽ được liên tục thay đổi, và hàm mục tiêu có thể lúc đầu nó chỉ áp dụng cho một con, nhưng sau có thể áp dụng cho một số con, trong một quần thể các con và tất cả cái loài đấy. Và chính vì thế người ta mới đặt ra vấn đề là vì thế bọn đấy nó dần dần nó sẽ phải có khả năng đối phó, nhận thức về chuyện bị điều khiển, và
ví dụ như cái hàm bây giờ, chẳng hạn như là chúng ta sẽ đưa đến cái hàm là nếu mà con robot đấy nó khâu dày mà nó dùng điện tốn hơn một con người thì thôi sẽ thay thế nó, dừng cho đi làm việc khác. Thế vì và lúc đầu thì chúng ta cho làm đến một thời cái hàm mục tiêu về năng lượng ấy, mà bọn này nó phát hiện ra là mục tiêu về năng lượng thì bọn nó sẽ bắt đầu có phản ứng nhận thức và sẽ có thể có tình cảm, à, có cảm xúc về chuyện này, và nó sẽ bảo nhau để cái hàm mục tiêu đấy là tối ưu cho cả nhóm đấy. Người ta cũng nghĩ rằng là ví dụ 1.000 con vì là cùng làm trong cái nhà máy khâu giày này nó sẽ phải tính theo phương án tối ưu nhất để không con nào bị loại bỏ ra chẳng hạn. Đấy là dẫn đến tình cảm. Đấy là một vài cái kịch bản người ta nói rằng con robot ấy có thể sẽ nảy sinh ra vấn đề cảm xúc, nhận thức, tình cảm chính vì mà bằng chính cái mô hình hiện nay chúng ta đang điều khiển chúng nó, tức là hàm mục tiêu. Nhưng vì chúng nó là các bộ não liên tục được huấn luyện theo hàm mục tiêu đấy, nó sẽ đủ thông minh để tìm ra, nó nhận thức được, tìm được. Tôi xin hỏi thế này, anh nói cái tình cảm. Thực ra mà nói thì con người chúng ta khi mà gặp nhau thì biểu lộ khuôn mặt rất là rõ là anh vui hay anh buồn, anh giận. Thế còn thì cái như anh nói đấy thì là nhận thức chứ đúng không? Chứ là sao gọi là không ạ? Đấy, ví dụ như 1.000 con này nếu mà nó không yêu quý một con ấy, thì là nó cứ việc ai người ấy làm. Nhưng mà nó sẽ tối ưu cái thuật toán để nó giữ cho 1.000 con này không con nào bị chết, thì gọi là có tình cảm với nhau. Còn thể hiện tình cảm là đến sau này những người kia mà đấu cái đấy vào đầu ấy, thậm chí là không cần phải nhìn mặt nhau cũng có thể nghĩ với nhau là biết. Cho nên cái biểu hiện nó chỉ là hình thức. Thế nhưng mà cái câu chuyện về robot có cảm xúc, tức là từ nhận thức đến cảm xúc, là câu chuyện hoàn toàn có thể khả năng xảy ra khi mà cái hàm mục tiêu của chúng ta càng ngày càng càng rõ, và robot nó hệ thống robot nó có thể tìm dần được ra cái hàm mục tiêu đấy, mặc dù nó vẫn phải chạy theo thì nó sẽ lúc đấy có nhận thức để tối ưu hóa hàm mục tiêu. Nói anh là cái hàm mục tiêu đó phần nào nó nói lên là anh vẫn là mang tính chất là công cụ không, hay là anh là một chỉnh thể như con người thì đấy là rất khó so sánh. Nói chung không có hai con người không giống nhau, cho nên chúng ta không thể so sánh giữa một người này với một người kia, thì không thể so sánh người với robot. Người ta chỉ so sánh về những cái tính chất mang tính là tương tự, ví dụ là tình cảm, là cảm xúc, là nhận thức. Thì từ trước nay nghĩ rằng robot có thể không bao giờ có, nhưng bây giờ nó có thể có. Đến vấn đề đặt ra, còn chúng ta không thể nói là có đấy. Bởi vì chúng ta cũng không thể nói rằng là con chimpanzee là nó không có cảm xúc được, nhưng mà chúng ta cũng diệt hết chúng nó và nhét nó vào sở thú thôi, đúng không ạ? Thì bởi vì là nó cũng là một loài, nó cũng có cảm xúc. Nếu mà cái loài robot nó tiến hóa lên thì nó cũng thấy bảo bọn Việt Nam, con người này cũng hay, nhưng mà thôi không cần nó nhiều, thêm 10 tỷ nó tốn, mới giữ lại cũng khoảng 10 đứa cho sự nhà thú thôi, để thỉnh thoảng đến xem, còn lại thì bọn nó sẽ tiến hóa tiếp. Thì đấy là một vài cái 0.2% người ta nắm bạc. Tôi chỉ tôi hỏi anh chút, tức là cái robot ấy, thì là AI, thì tôi nói đây này là có thể nó cũng phản ứng, nó cũng biết cách giống như là cảm xúc đúng không? Chứ không tôi không nghĩ nó là cảm xúc, bởi vì những cái phản ứng của nó có thể nó sẽ chống đối, nó thấy bất lợi, nó thấy, nhưng tôi không nghĩ nó là cảm xúc. Con người chắc là nó khác AI chỗ muốn làm người ấy, cái điều đặc biệt nhất là người chỉ có cái này. Về chúng ta biết rồi là có tư duy AI nó bắt chước được đúng không? Này, thì là và có thể nó giỏi hơn chúng ta vì nó hoàn thiện hơn chúng ta. Mỗi người không được hoàn thiện như là cái robot rồi bạn tư duy được thì tôi tin, nhưng cái mà nó không làm được và cái mà làm ra con người là sự đau khổ, và đau khổ xuất phát từ tình yêu, và tình yêu thì xuất phát từ dũng lực của chúng ta. Cái đó là robot nó không có thể có cái đó được, bởi vì cái dấu được dũng cái ấy, cái làm tình ấy thì không thể làm tình theo kiểu robot được, nó có tất cả những cái thứ của nó, những cái động chạm cơ thể, tất cả những cái sinh ra cảm xúc ấy. Ví dụ như là con người ta, tôi nghĩ cái robot nó thể có, nó có con mắt tức là giác quan, nhưng mà nó có tai, nó có tai nó nghe được, nếu như con người. Những con người, tôi có nói chuyện về sự nghe ở cái lớp hệ tư duy, tôi nói là các bạn nên hiểu này, cái tai con người là tai 2 cho 1,
cái tay vật lý là chúng ta nghe hết này, phân tích đến tiếng đậm, tiếng mẹ, tiếng vợ, tiếng nói vân vân. Nhưng có cái tay không vật lý, đấy là tay ngoài thôi, là tay thâm, tức là đằng sâu âm thanh ấy. Ví dụ như ta nghe tiếng còi tàu, thì là tiếng còi tàu xe lửa ta biết là giờ chạy vân vân, tức là cái thuộc về nhận thức. Nhưng có thể bất chấp ta nghe tiếng còi tàu ta buồn kinh khủng, và cái hôm ấy cái tiếng còi tàu nó gợi lại trong ta cái gì ngày ấy nhé, mẹ mình đưa mình đi học ở nước ngoài chẳng hạn, rồi lúc mình mệt mẹ mình không còn nữa, trên tiếng còi tàu nó gợi lên một cuộc chia ly xúc động kinh khủng, và đấy là tai thâm. Liệu thu robot có tai thâm không? Cái tai thâm và tai ngoài, tai thâm là tai mà hoàn toàn không thể vật lý hóa được, và cái đó nó dẫn đến những cái suy nghĩ khác về con người. Chúng ta, tôi cho là đạo Phật đã là muốn diệt khổ. Tôi nghĩ vô lý nhất, đau khổ là nhân vật, con người phải đau khổ. Và cái gì làm con người đau khổ? Là vì trong thế giới là phải chống lại nhau, tất cả cái sinh ra đều có lý hết. Vô minh. Tất cả sinh ra đều có lý hết. Sinh ra Hitler và sinh ra người diệt Hitler, và sinh ra ông này ông kia vẫn có lý hết, có lý hết. Và cái đó là một cái sự thật, không có khoa học hay không có cái gì có thể làm khác cái sự thật được. Đấy là điều tôi tin là này. Cho nên là tôi chỉ sợ, tôi không sợ người thông minh lắm, mà tôi không sợ người thông minh lắm. Nhiều người thông minh nhưng mà tôi bảo anh này giống robot quá, không sợ. Tôi không sợ, tôi sợ những cái người mà họ đau khổ nhiều, họ yêu nhiều. Những người là tôi thấy những người mới là lớn, những người mới làm ra được điều vĩ đại. Không có đau khổ, không có tình yêu, anh không làm cái gì nữa. Tôi không tin anh Xanh là cái người vô cảm. Ông kéo vô lông rất hay, ông đi diễn từ thiện đấy, mà chúng ta không biết cuộc sống của những người. Mà tôi thấy phần lớn cái tài năng lớn ấy là những người họ không phải như ta nghĩ đâu, nhất là các nhà khoa học. Tính mục đích nó không có nhiều như chúng ta nghĩ, họ không có tham vọng nhiều đâu. Những con người là người nhất, nó trên tất cả cái tức là chúng ta muốn nhận thức nó, và nó rất là siêu việt. Và cái siêu việt đấy nó không thể từ cái không cái máy nào có thể học được cái đó. Đấy là thế tôi nghĩ thế thôi. Thế đấy là tôi, đây là ý của tôi, thì tôi phát biểu để cho một chút để mình không sợ AI. Bởi vì chúng ta đang sợ AI, nhưng chúng ta phải sợ nhất là con chúng ta. AI chưa tạo ra được Hitler, nhưng mà các bà mẹ có thể đẻ ra một đứa con và có thể đưa trở thành Hitler. Putin có thể bấm nút cái là tự nhiên là châu Âu tan hoang hết, hàng triệu người chết. Nguy hiểm hơn AI rất nhiều hiện nay. Trên chính là con người, trẻ con ấy, phải quan tâm hơn là AI rất nhiều. Thì đáng sợ nhất ấy, chính là con người ta, chứ không phải AI. Vì chúng ta tạo ra được AI, chứ không phải AI tạo ra chúng ta. Tại sao chúng ta lại sợ nó? Và cái gì độc thì độc, tức là cái gì nó vĩ đại đến mấy. Rồi tôi đảm bảo cái sợ thông AI, nhưng cái hiểu là con người vì sao nó sẽ chỉ được sinh ra cái này, nó sẽ sinh ra cái khác. Công tin học người giỏi đến có mấy cái thằng khách, nó có thể nó làm được các thứ, nó phá công được. Thành ra tôi có một cái niềm tin vững chắc là con người. Là tôi không thích Phật giáo, đúng không? Tôi vô thần, nhưng mà tôi có một lòng tin khác, không tin theo những tín điều của Phật giáo, tôi không tin. Nhưng tôi nghĩ rằng là con người ấy, sớm vĩ đại được, làm nhiều chúng ta làm khóc cười được, là vì con người có đau khổ. Và thế giới này vĩnh viễn luôn luôn có đau khổ. Chỉ khi nào canh diệt trừ hết cái khổ thì không còn con người nữa. Mà đạo Phật đi đến cái đó đấy. Cho nên công cứ phải đi lên núi, công tránh, công ấy tu, thích thì tu, để là tu thì cũng người không có gia đình, không vợ con, không yêu đương, không gì cả, thế thì sống để làm cái gì? Vô lý. Đàn ông không được ngủ với đàn bà, đúng không? Ăn ngon không được ăn ngon, tất cả. Thế tại sao lại thế? Thế con người chính là hay chỗ là họ chấp nhận đâu.
họ chấp nhận đau khổ, họ dám yêu, họ dám chết, họ dám sống trong khi, và họ rất yêu cuộc sống, không phải bởi một cái tiền bạc cái gì cả, bởi một cái gì đó. Tôi khi tôi sang Pháp năm ngoái, tôi bị tôi tâm sự lúc ấy tôi bị sức phổi ấy. Lúc ấy tôi phải đi cấp cứu ở bệnh viện là ống thở. Lúc ấy tôi chỉ mơ là có 15 phút tôi được thở như bình thường, tôi thấy cuộc sống giá trị kinh khủng luôn. Mình chỉ được thở như bình thường thôi, vì lúc không thể thở được, mình không sợ chết. Ý nghĩa là mình chỉ muốn được sống 15 phút thôi để được thở như là lúc bình thường thôi. Các bạn nên nhớ cái cuộc sống là gì như thế. Và chúng ta sống được vì những cảm giác ấy, chúng ta tốt được vì những cảm giác ấy. Anh em không đáng sợ. Đó, đấy là tôi xin nói những cái bên này. Chị Thu, chị Nguyệt, anh Trung có một cái buổi chia sẻ có rất là nhiều thông tin thì cuối cùng cái câu hỏi như này thì tôi cũng làm việc cũng trong ngành công nghệ thông tin nên chung ấy, thì nếu mà cách đây 10 năm thì tâm linh này cái gì đấy là tôi gạt ngay vì cái câu đầu tiên, nhưng mà cái trải nghiệm cuộc đời của mình nó càng ngày nó càng làm cho mình thấy là như có một cái gì khác nữa, có một cái gì khác nữa, nhưng mà bản chất của mình là cái data treo mà mình không chứng minh được cái đó bằng bất cứ phương án gì cả, cho nên là nó vẫn là một cái sự tò mò. Thì đấy là cái lý do mà tôi ngồi ở đây. Thì cái sự tò mò, cái câu hỏi của tôi là như này này, là có dùng trong những cái buổi trước thì chủ nhiệm chủ cũng có nói một cái rắc rối lượng từ có thể giúp mình lý giải là cái tâm linh gì đấy. Ông không trả lời chắc chắn là có hay không, nhưng mà bảo là cũng là một cái thứ điểm mình có thể nghĩ đến. Thì với những cái trải nghiệm của anh Trung, với những cái thông tin, những kiến thức của anh, cái câu hỏi đầu tiên ấy của anh đến cái thời điểm hiện tại, thì có một cái gì đó về mặt khoa học có thể giúp chúng ta nghĩ ạ, như kiểu rắc rối lượng từ là tâm linh là cái thứ gì đó mà mình có thể dùng khoa học để mình giải thích nó là nó có lý, ít nhất là nó cũng có thể có lý ạ. Trước đây là một cái gì đó là mình không vô hình, mình không nắm bắt được, mình không có cái cách gì mình chứng minh, cho nên mình không có cơ sở để mình tin nó cả. Thì đấy là câu hỏi thứ nhất của anh Trung, của tôi với anh Trung là với những cái trải nghiệm, những thông tin của anh thì anh có một cái gì đó có thể gợi ý là tâm linh là cái thứ mà khoa học có thể giải thích hoặc là có thể nắm bắt được hay không? Đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai thì là rất mừng là anh Trung là cái người mà cũng tiếp cận đa tôn giáo, cho nên là cái trả lời của anh nó sẽ công bằng và cân bằng hơn. Thì là như này, thì với những cái thông tin mà anh có, tại vì là với cái tôn giáo khác nhau thì người ta có một cái hệ thống giáo điểm của người ta, thì từ cái góc độ khoa học mà nói, với những cái thông tin mà anh có, thì anh nghĩ là cái tôn giáo là cái hệ thống giáo lý nào là nó có lý cho anh nhất, nó có thể đúng có thể sai, nhưng mà theo anh thì cái từ cái góc độ khoa học mà nói thì cái hệ thống giáo lý nào thì là nó có lý nhất đối với anh. Đấy là hai câu hỏi của tôi. Chúng ta hình biệt hôm nay chiếm mic đi. Nhất là quay trở lại câu hỏi của bác về tôn giáo hay sao do thầy giáo này hay như thế, thì do thầy giáo là và cũng sẽ liên quan đến câu trả lời cho bạn. Thầy giáo là một trong những cái tôn giáo không phải là đầu tiên, nhưng mà giữ được nguyên cái hệ thống lý thuyết về lý học của tôn giáo của họ. Cụ thể là trong cái so sánh này thì cái Kinh Toran là có yêu cầu là có hình như 200 mấy chục cái nguyên tắc chi tiết, và có những nguyên tắc phổ quát nó sâu hơn, nó cụ thể hơn là công giáo rất nhiều, và nó có những công cụ như là nói công cụ như là Calabra, là những công cụ mà giúp người ta Kabbala là giúp người ta tư duy bằng số ngay trong cái hành động thực hành tôn giáo của họ. Ví dụ như là có rất nhiều về sau này thì có cái sự hấp dẫn của một tôn giáo được thể hiện bởi
những cái vật thiêng không mang tính huyền bí, nhưng lại vượt cao hơn cái khả năng nhận thức của con người, làm cái làm cho Do Thái giáo rất là hấp dẫn. Cho nên về sau này cầu như là những cái người giàu có hay là diễn viên ở bên Mỹ, họ rất quan tâm đến cái món Kabbalah này. Gần như là một cái trải nghiệm người ta dùng rất nhiều, người ta nghĩ rằng người ta gần được đến Chúa một cách rất là cụ thể bằng những cái thực hành con số của họ. Chẳng hạn như là, và đến bây giờ tôi muốn hướng đến Chúa thì ngoài chuyện cầu nguyện ra thì tôi tập ăn cái loại thức ăn mà cộng tên của nó lại nó gần như là số Chúa. Đấy là một cái trải nghiệm. Thế thì nhưng mà quay trở lại cái gốc của Do Thái giáo, tại sao họ làm cái có một sức sống rất lớn thì có thể nó nằm ở hai phía. Một, bản chất là họ có một cái hệ thống giáo lý rất là cụ thể, chi tiết. Việc thứ hai chính là để nó giải quyết bài toán của giáo thụ đấy nói. Tức là vì tất cả các cái tôn giáo cùng gốc với Do Thái giáo là Hồi giáo và Kitô giáo có cái sự tương, có sự phản đối với Do Thái rất là mạnh. Cụ thể là Hồi giáo, Do Thái, vì là sự tranh hoàn là hai nhánh của hai người con đó. Và hai người con này thì ông sau thì lại bảo ông ấy mới là cái người cuối cùng, rồi ông ấy táng mộ của ông lên mộ của ông trước. Thế cái mâu thuẫn không giải quyết được, và người Hồi giáo càng mạnh thì nó tạo ra một cái tương tác với người Do Thái, nó gọi chính là, chúng ta đã nói chính là tương vũ. Tức là ta khắc một cái nhóm người mà mạnh quá thì lại chính ra lại tạo ra cho họ sức mạnh. Thì cái nhóm người Do Thái có cái survival skill, tức là khả năng tồn tại, chính vì họ phải đương đầu với khoảng 1,8 cộng 2,3 tỷ trong cái tương vũ của họ, chính là 4,1 tỷ người kia ép họ mới phải dùng. Tôi xin có cái mà em Do Thái rồi nhé. Em Do Thái rồi, và thế này tức là tôi tự nghĩ là Việt nói các micro đi. Cái Do Thái giáo thì quan điểm của tôi nhé, tức là có thể khác nhau, tôi nghĩ ở đây chúng ta nhiều quan điểm. Thì tôi thấy là Do Thái giáo cái là nó nhìn về tương lai, còn tất cả các cái tôn giáo của châu Á này nó toàn nhìn về quá khứ. Đấy, tức là kêu Khổng Tử thì bảo ngày xưa thời thượng cổ là mưu thuẫn và rất là sung sướng, bao giờ muốn phát triển quay trở lại ông Chu Văn Vương với lại Chu Công, rồi là mưu thuẫn rất toàn những ông thời thượng cổ, đúng không? Kể cả đạo Phật của mình thế, cũng quay lại với ông Thích Ca thời cổ Tam Thánh nào. Thế thì trước là mình coi như nếu mà nhìn về sự phát triển thì thằng nào nhìn tương lai thằng sẽ thắng, còn ông nào mà cứ nhìn về cứ làm sao mà phát triển được như cha ông mình thì là tốt lắm rồi. Thế thì tôi nghĩ thế là một cái triết học rất là cảm động. Sau đấy quan điểm cá nhân tôi nhá, rất có thể sai, mọi người không nên mình nếu mình tách cái đối tượng tôn giáo ra một cách khách quan để mà quan sát ấy, thì thực ra hệ thống giáo lý của Do Thái giáo là có tính tường minh đầy đủ hơn rất nhiều, về gần với khoa học hơn. Thế ngay cả cái dân số học của họ rất là rõ ràng. Cái trải nghiệm tâm linh của họ là ví dụ như là tôi nhớ lại khi tôi sang Do Thái thì cái trải nghiệm tâm linh của họ là không có gắn vào những cái người trung gian. Đấy cũng là cái đặc điểm rất quan trọng của cái người thực hành cái Do Thái giáo, tức là họ thực hành trực tiếp với cả các vật thiêng của tôn giáo đấy, trước cái kinh của họ này hay là đến đền này, chứ còn họ không cần cái hệ thống trung gian trong Do Thái giáo nó không mạnh như là Kitô giáo hay những cái khác. Và chính cái hệ thống trung gian đấy làm anh nghĩ nhầm rằng là phương Đông là chỉ nghĩ về quá khứ, bởi vì chính cái ông trung gian nó không biết về tương lai nhưng mới toàn dạy quá khứ. Chứ còn sách, nếu mà chính cái giáo lý cũng giống như cái hệ thống giáo lý của Do Thái giáo ấy, nếu được viết đầy đủ thì người ta không bắt anh phải nói gì về quá khứ cả, vì người ta cũng có một mong muốn là hướng đến giải thích tất cả mọi vật trong vũ trụ này, có nghĩa là đến tương lai. Ví dụ lý học không bao giờ chúng tôi bắt là phải quay lại cầu cái ông đứng đầu của lý học ngày xưa, lý học Việt Nam thì được, thậm chí là đưa tất cả việc. Nhưng mà
Xin phép anh trả lời cái câu hỏi của bác Thụ và bạn kia là về khổ là gốc của mọi vấn đề thì cái đấy là đúng rồi, và đạo Phật nói rất là đúng như thế. Về robot có biết khổ hay không thì chắc chắn robot nó biết, bởi vì tất cả các AI, các trí tuệ nhân tạo hiện nay được đều đào tạo trong cái hàm mục tiêu càng lớn có nghĩa là nó càng khổ, và nó phải điều chỉnh theo cái hàm mục tiêu đấy. Cho nên bản chất còn tất cả mô hình trí tuệ nhân tạo hiện nay đều được hướng theo giảm khổ, hoặc là và nó phải giải quyết cái bài toán quan trọng nhất là khổ. Và cái bài toán khổ này ngoài hàm mục tiêu hiện giờ mới bây giờ nó mới chỉ là hàm mục tiêu đơn hàng, tức là nó giải cái việc này nhanh nhất. Sắp tới đây một cái hàm mục tiêu lớn nhất của robot chính là hàm năng lượng, giải cái việc này với ít năng lượng nhất, và cái đấy nó cũng sẽ dẫn đến rất nhiều những cái phức tạp hóa thuật toán, và hướng đến là robot sẽ khổ rất nhiều, tự diệt rất nhiều, tự giảm rất nhiều. Và sắp tới đây 1-2 năm nữa mình sẽ thấy những cái loại robot bị đào thải ban đầu chính vì là nó không vượt qua hàm mục tiêu về năng lượng. Thì nếu như mà sâu xa hơn thì con người nó có một cái hàm mục tiêu có cái khổ mà lý học giải thích là như này, tức là vì chúng ta không phải là thái cực, tức là chúng ta không phải là cái chân lý ban đầu và đứng nguyên mà không ai biết, mà chúng ta là bản thân là đã tồn tại, có nghĩa là chúng ta đã có từ nước nghi trở đi, thì là trong chúng ta là thường sẽ có một cái thứ gọi là khí. Cái này hơi bị sâu sắc một tí nữa, nhưng mà bản thân thái cực nếu nó giữ nguyên thì nó không có khí, nó chỉ có một mình nữa thôi, nó không tương tác gì với ai. Nhưng mà từ cái thứ không phải thái cực trở đi thì nó sẽ có khí. Thế thì tất cả những câu chuyện là bác nói đến cổ, đến yêu, đến tai trong, đến tâm trong, đến mắt trong, đến tất cả thứ ấy, thì nó có một nguyên lý của phương Đông, đấy là do cái khí chất của cái con người ấy. Có thể không giải thích về mặt vật lý, nhưng có thể giải thích về mặt khí. Và nguyên tắc của Đông Phương, của lý học Đông Phương là hình lý khí. Tức là ở ngoài là hình, nhưng mà khí tụ thành hình. Muốn giải thích quá trình khí tụ thành hình đấy thì dùng lý. Thì cái chúng ta nói ra được chỉ là lý thôi, còn chúng ta cũng không đo được khí. Khí có thể là lượng tử, khí có thể là tương tác lượng tử. Và chính vì thế thì cái cảm giác rất là sâu sắc của con người ấy, nó cũng là một dạng. Mà nếu mà robot sau này nó bị hàm mục tiêu là tương tự là khí, nó cũng có thể tạo ra tất cả cái đấy. Nhưng mà lúc đấy ấy, bản thân bác hay là cháu của bác, hay là cháu gọi bác là ông ấy, và một con robot có thể là sẽ có các bộ phận khá là tương đương nhau. Từ người lúc đấy sẽ mang theo phần máy và máy nó mang theo phần người. Chờ ngay cái chuyện phân tích thế nào là người lúc đấy cũng rất khó. Tất cả thế này chúng ta đang nói về 0.02%, đấy là rất rất nhỏ. Nhưng mà tất cả các cái nghiên cứu về mô hình trí tuệ nhân tạo gần đây mà nếu cứ nghĩ mãi dần ấy, thì không có cái gì cấm nó phát triển tất cả những cái thuộc tính của con người cả. Đấy là điều chắc chắn. Từ cảm xúc, tình yêu, đau khổ, vân vân. Thế thì cái thế bây giờ mình quay trở lại thì trong lý học giải thích cái việc của đạo Phật về khổ là như nào. Như đã nói thì là do chắc chắn là phải có cái khác đạo thì mới có đời. Đúng như bác nói về tất cả mọi người đi tu mà thành đạo hết thì thôi chả ai sống làm gì đâu, chắc chắn là diệt vong. Đúng là không ngủ với nhau thì không ra con cũng thì chắc chắn là diệt vong. Không, lúc ấy chúng ta gặp nhau là nếu làm thế. Tất cả vũ trụ này sinh ra là bởi vì nó có cái gì đấy khác đạo. Mới nói lúc nào đạo là chúng ta không biết được. Thì khi nó có cái khác đạo thì cái đầu tiên để thể hiện nó chính là nó sẽ tương tác với nhau và thậm chí với đạo. Và cái đấy nó gọi là khí. Cho nên trong một cái khái niệm mà trong buổi hôm nay là tôi không có điều kiện để đi vào nói chuyện là lý học thực ra là người ta bám rất sát về mô hình của khí. Và khổ trong đạo Phật thực ra là nói đến khí, chứ không phải là nói đến cái khổ của con người, mà nói đến bất cứ một hệ thống nào mà khi nó có khí thì nếu chúng ta muốn quay trở về trạng thái yên bình, tức là trạng thái tĩnh nhất, thì phải kiểm soát được cái khí đấy. Cho nên không phải là diệt khổ ở đây có nghĩa là không còn gì nữa, thế là đấy, lên nếp bàn, thế là một số người sẽ lên được thôi,
Nhưng mà có một điều chắc chắn là như này, nếu chúng ta sao động quá nhiều về khí, tức là bị tán khí hoặc bị bế khí, thì cuộc sống nó không hề vui vẻ bình an gì cả. Cho nên là cái phép tu của đạo Phật cũng rất là lý học ở chỗ là nếu biết khổ tập diệt đạo, tức là biết rằng cái khí đấy nó bị tán hay nó đang bị bế, mà tìm ra được cái nguyên nhân của nó thì gọi là tập, và tìm cái cách để mà giảm nó đi thì gọi là diệt, chứ không phải là bỏ được hết thì sẽ tiến gần được với đạo. Thì đấy là tứ diệu đế của đạo Phật, rất là phù hợp với lý học, không có gì sai cả. Và chúng tôi thấy là hoàn toàn ủng hộ đạo Phật nếu như mà hiểu theo nghĩa đấy, chứ đừng hiểu theo nghĩa rằng là tôi đi tu thì tôi vì là nó khổ quá nên tôi không ăn không uống không chơi không phải, không phải như thế. Anh có thể ăn thoải mái, và đấy là ngày đạo Phật Nguyên Thủy thưa với bác là em là đi học nghiên cứu với đạo Phật, và Nguyên Thủy không hề cấm ăn mà. Chỉ khi mà ăn cái gì người ta cúng dường được. Khi mà sang Trung Quốc thì gặp mấy ông đạo giáo thì lên các quan bảo là sao đạo Phật chúng mày bẩn thế, cứ ngoài ở ngoài kia cúng dường cái gì cũng ăn, còn mấy cái ông tu tiên ấy lúc nào trông cũng ngoài cũng đẹp, ăn uống rất cẩn thận ăn chay, thì sang bên Trung Quốc người ta mới nghĩ ra cái chuyện ăn chay, bày đặt ra những cái chuyện đấy. Hay là cái chuyện tu cũng vậy thôi, ngày xưa ông cũng Phật ông tu ông cũng không bảo là chui vào hang làm gì, bởi vì tôi chui vào rồi, tôi chui vào rồi, tôi phải chui ra. Đấy là bản thân ông Vương không mà ông nói đấy. Tất cả những cái phép tu, tất cả nếu hiểu đúng về lý, không có gì sai, thực hiện theo cái người trung gian bây giờ người ta làm thì có đúng có sai. Cho nên là mong bác là cũng xem lại cái triết lý, cái giáo lý của đạo Phật trên góc nhìn của lý học, và cũng không coi là đi tu là tận diệt đâu, mà thực ra đi tu là thực ra là giúp cho ổn định cái khí chất của mình trong cái bối cảnh mà mình mong muốn. Đấy, thì đấy là diệt khổ, là diệt khổ như vậy, chứ không phải là diệt khổ là để trở về với thái cực. Không phải ai lên Niết Bàn, hầu như sẽ không ai lên Niết Bàn, trừ mấy cái ông tu mật tông bây giờ là hay hứa vậy thôi, nhưng còn cơ bản là không ai có thể mà lên Niết Bàn trong một đời, thậm chí là rất nhiều đời. Có ai tu mật tông này tức là có rất nhiều người bây giờ người ta không mật tông. Tôi học mật tông thì tôi biết, tức là người ta nghĩ rằng có khả năng là tu thành Phật trong một cuộc đời, và cái đấy là rất nguy hiểm nếu như mà không cẩn thận. Nên trả lời cái câu hỏi bạn là toàn bộ cái bài trình bày ngày hôm nay là cố gắng trình bày một phương pháp tiếp cận khoa học về tâm linh của tôn giáo, và trong đấy là tôi đã đưa ra là tại sao là từ tâm linh của tôn giáo gắn với thần số học, tức là gắn với số, và cái số đấy thì là giải thích bằng lý. Và vừa tôi cũng nói thêm là tại sao cái lý đấy nó giải quyết tất cả vấn đề, bởi vì nó là ngôn ngữ của khí, và khí thì tụ thành hình, mà vạn vật thì là hình. Cho nên về nguyên tắc mà nói về mặt sâu xa thì cái khoa học cổ, tức là lý học này, là ngôn ngữ khoa học tốt nhất tiếp cận được việc giải thích về khí, và để giải thích được về khí, tức là tương tác của vạn vật, thì trong đấy nó bao gồm lượng tử, thì nó sẽ giải thích được vạn vật. Đấy, thì đấy là cái mà tôi cố gắng trình bày ngày nay. Thế nhưng mà về khí thì hơi phức tạp, không nói nhiều. Đấy là câu hỏi. Tôi xin có ý kiến chút về do thầy giáo. Mình nốt cái này xong rồi. Vâng, nốt cái này. Thái Việt thì còn nói rằng là cái do thầy giáo là hướng về tương lai, còn các cái đạo giáo khác ấy là hướng về quá khứ. Thế nhưng mà tôi xin bổ sung thêm một góc nhìn khác về do thái giáo. Cái thứ nhất ý là hiện nay trên mạng và trên các tài liệu thì ở Việt Nam hiện nay có mấy quyển gồm 3 tập là Thang Múc Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái, tức là người Do Thái, dân tộc Do Thái, đạo Do Thái và văn hóa Do Thái là người ta xác định là nó là luôn là một, tức là người Do Thái giàu sống ở bất cứ nơi nào thì từ khi đẻ ra đã được giáo dục theo cái kinh Thang Hút, là cái kinh về luật của đạo Do Thái. Mà trong cái bộ kinh ấy, trẻ con được học là đến 1200 trang, tức là họ được sống theo cái tinh thần đấy. Và khi mà tôi theo dõi cái quyển này, tôi khuyên các bạn, nhất là các bạn trẻ và có con trẻ thì nên theo xem quyển này. Tức là đạo Do Thái và văn hóa Do Thái là tôn trọng hai cái. Cái thứ nhất là tôn trọng vật chất, tức là
quý trọng tiền bạc, quý trọng vàng bạc. Cho nên rằng là người mẹ Do Thái ấy, là bôi mật ong vào đồng tiền của nước Sở Tại cho các cháu liếm ở đấy và biết rằng đồng tiền là nó mang lại hạnh phúc cho chúng ta, chứ không phải giống như người Việt chúng ta coi tiền là bạn. Cái điểm thứ nhất là cái vật chất là quan trọng, là anh sống anh phải có vật chất anh mới tồn tại tốt được. Cho nên cái việc làm giàu chính đáng là một trong những cái mục tiêu của đạo Do Thái. Đối với lại cái thứ hai là cái tri thức, thì người Do Thái dạy con trẻ là tri thức là cái mà nếu như chúng ta bị đuổi khỏi một đất nước nào đó thì không ai cướp được của chúng ta cả, nhà cửa chúng ta có thể mất, tiền của chúng ta có thể mất, nhưng những tri thức thì không ai lấy được của chúng ta. Và người Do Thái dạy con cái này là tri thức cũng phải làm ra vật chất, làm ra của cải, chứ phải tri thức ấy, là để khoe lên đây là đăng đàn, là trình độ academic của ta là như thế này như thế kia, không phải. Cho nên người ta nói này là nếu như chúng ta có một đống tri thức mà không làm ra vật chất thì không khác gì một con lừa thò trên lưng mình một đống sách vở mà thôi. Đấy, tôi nói lại như thế. Cho nên rằng là theo con mắt của tôi sau khi nghiên cứu thì tôi thấy này là đạo Do Thái này có một cái tích cực là nó hướng đến con người và làm chủ được cái cuộc sống đương đại. Và các đạo giáo khác ấy, thì hướng tới những con người bất lực với cái đương đại của mình. Cho nên rằng là sau này về với nước Chúa, rồi sau này lên Niết Bàn. Và thậm chí cái trần ai này là coi tạng mà thôi, nó coi tạng thì làm ăn làm gì. Cho nên rất nhiều người hỏi chết có mang đi được đâu, làm để làm gì. Đấy, tôi nói lại cái chuyện đó là cái chuyện mà đây là một góc nhìn khác. Và tôi xin bổ sung vào đây thì cái này cũng có thể đúng và sai, thì tôi xin báo cáo hết. Thì có lẽ anh Trung có muốn kết luận một câu gì không thì tôi tổng kết luôn. Vâng, chắc là xin phép được nói thêm. Nên là cảm ơn các bác, anh chị, các bạn đã dành thời gian để nghe đây, vì cũng nhiều lần chúng tôi tổ chức những cái buổi của Leo Đông Phương không được có một cái nhiều người từ nhiều các lĩnh vực khác nhau. Đấy là cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì có vẻ như dân lý học cái kiểu như là mấy ông này cứ phải bói toán phong thủy mới nói chuyện với nhau, hoặc là phải già lắm phải minh triết nói chuyện với nhau. Thì thứ nhất là rất cảm ơn là các bạn cô chú các anh chị là tham gia này, và hy vọng là thực ra là tôi dành rất nhiều thời gian để cố gắng đơn giản hóa cái việc mà những cái nghiên cứu về lý học, chứ bản chất nghiên cứu lý học là rất là kỳ vị. Ngay ở trong cái diễn đàn Lý học Đông Phương tôi đọc rất nhiều những cái chi tiết mà nếu mọi người thích thì phải đi rất là sâu. Thế thì tôi cố gắng đơn giản hóa, toàn những hệ thống hóa với mong muốn duy nhất là gợi mở để mọi người có thể tìm. Cho nên là tôi cũng mong muốn là cái slide này nếu mà được thì sẽ share ở đâu đấy, chia sẻ tất cả mọi người. Và có tất cả những cái thông tin liên quan mọi người tìm tiếp, và tôi mong muốn rằng là mỗi người dùng nó đầu tiên là có được cái lợi ích cá nhân. Mình thấy mọi việc nó thú vị hết ạ. Còn xa xôi hơn thì muốn lên từ ứng dụng như khác. Thì ra là đấy là cái điều mong muốn lớn nhất trong cái buổi trình bày ngày hôm nay. Và để tìm hiểu hết đầy đủ chi tiết thì nó sẽ phụ thuộc vào cái công phu của mỗi người dựa trên cái lĩnh vực mình quan tâm. Thì rất cảm ơn mà đưa anh Ái Việt đã cho phép cho tham gia buổi này. Tôi xin tóm tưởng một chút. Có thể là mọi người cũng có nhiều cái thân mật cách hiểu khác nhau, thì để tôi tóm lại vài câu để mà chúng ta tiếp tục những thảo luận trong những kỳ tới. Thứ nhất là cái niềm tin về lý học hay là niềm tin thần số, phải nói là nó là một niềm tin, trước tiên là phải tin cái đã, chứ còn cái đoạn này là không có chứng minh tại sao từ 1 đến 9 rồi các thứ, tất cả những cái thứ là đều là chúng ta cố gắng đưa vào một cái hệ suy diễn, không, sự thực là thế. Vật lý học hiện tại thế thôi, Newton cũng vậy thôi. Tại sao là F bằng ma, đúng không? Là có thể là F bằng m nhân a, xong rồi n nhân a bình phương, các thứ thì sao? Từ đấy là chúng bao giờ người ta cũng có đưa ra một cái mô hình để mà mô hình hóa, và cũng rất là may là lúc nãy tôi nói đến cái gọi là harmony, cái sự hài hòa của thế giới, đúng không? Niềm tin thần số là dựa trên giả thiết là thế giới chúng ta là một thế giới hài hòa, rất là gần với cái đẹp.
đấy thì chúng ta mới có niềm tin con số, còn không thì nó chả quy luật gì cả, nó cứ nhảy tinh tưng thế thôi. Thế thì vì vậy là rõ ràng là chúng ta cái thần số là niềm tin, mà các nhà khoa học cũng là niềm tin. Điều thứ hai tôi muốn nói hôm nay tức là cái niềm tin về thần số, chúng ta có strong AI và weak AI, tức là niềm tin về trí tuệ nhân tạo yếu và niềm tin về trí tuệ mạnh. Thì chúng ta cũng có thể có niềm tin về thần số yếu và có niềm tin thần số mạnh, và có thể có siêu mạnh và có cả niềm tin thần số không có tí niềm tin thần số nào. Ví dụ như hậu hiện đại chẳng hạn, nói với các nhà triết học hậu hiện đại mà nói như anh Trung với là họ nhảy dựng lên ngay lập tức, đúng không? Thế thì xã hội chúng ta nó đa dạng như vậy. Thế còn điều thứ ba nữa là, nhưng mà cái mà quan trọng nhất là kết luận hôm nay tôi rất là muốn đây là chúng ta thấy rằng thế giới tâm linh và những cái gì rất là huyền bí, thì chúng ta có một hy vọng, có một niềm tin là chúng ta sẽ tiếp cận được thế giới đó, và chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng không phải là huyền bí lắm. Và tất cả những cái gì mà chúng ta thấy rất khó hiểu, thì biết đâu trong 10 năm nữa, 20 năm nữa, hoặc là cũng có thể sang năm, và chúng ta đã thấy là những cái đấy nó rõ ràng rồi. Tại vì ChatGPT từ năm ngoái đến năm nay nó khác hẳn đấy. Trước kia năm ngoái tôi thấy nó ngớ ngẩn, nhưng năm nay nó giải toán Olympic là bây giờ bằng giải vàng kinh khủng như thế. Thế cho nên là những cái thứ như là chúng ta tuyên bố rằng là nó thế này, nó thế kia là đều là những tiên đoán kiểu như là mạo hiểm cả. Đó, ông Bill Gates ông bảo là cả thế giới chỉ cần một cái máy PC là giải quyết được mọi vấn đề, thì chỉ trong vòng 2 năm sau thì là thế giới bán hàng chục triệu cái máy. Đó, thì cái đấy không thể tiên đoán được. Cho nên là tiên đoán thì về công nghệ là rất nguy hiểm. Thì thế giới của chúng ta rất vận động rất là ghê, thì có thể là trong thời gian rất nhanh chúng ta sẽ hiểu được những cái điều mà chúng ta chưa hiểu nổi. Ví dụ như tâm linh chẳng hạn, hay là thế giới, những cái thế giới mà về ý thức. Thì tôi xin kết thúc ở đây. Có một câu bình luận gì nữa? Không phải bình luận mà hoàn toàn vào chỗ linh số về hôm nay, vấn đề rất là hay. Đặc biệt là tôi rất lắng nghe và rất quan tâm đến cái chuyện giữa lý số và cái tác động mệnh lệnh lên các tế bào. Đấy, cái đó thật sự là một cái vấn đề mà tôi cũng rất là để tâm bây giờ. Thế thì cái lý số đó đã gặp cái rào cản này, đúng không ạ? Và cái này mới thực chất, đấy là thế giới huyền bí, đấy là thế giới tâm linh, đấy là ngoài cái kiến thức từ xưa giờ của con người. Thế thì xin anh Trung và thầy Việt giải thích về cái lý số áp dụng vào cái trường hợp mà người ta đang nghiên cứu mệnh lệnh cho các tế bào phát triển theo ý chí chủ quan của một cái khác. Kết luận là cái này là nội dung kết luận trước rồi, đúng không? Cái nội dung lần trước là chúng ta đã nói về cái trí tuệ phổ quát đó, trí tuệ gọi là gì đấy, nó gọi là lần trước chúng ta gọi là metaverse, đúng không? Siêu không, đó chúng ta gọi là metaverse, tức là một cái trí tuệ diverse, tức là trí tuệ khắp mọi nơi, trí tuệ phân tán khắp mọi nơi, tức là từ ở mức tế bào là đã có trí tuệ rồi, hình thức tính dần nâng lên. Cho nên cái ông giáo sư ấy ở đại học Tufts là ông ấy là chuyên môn chế tạo ra những cái thực thể sinh học mà nó có hành vi giống như là có trí khôn, và thực tế là ông đã làm được rồi. Cho nên cái lý thuyết của ông hiện nay đang rất là nóng bỏng là như thế, và nó dẫn đến rất là nhiều cái đảo lộn về mặt nhận thức cũng như về mặt triết học, là nó có ý nghĩa rất là lớn, đúng không? Thế thì đấy là cái mà cái đó thì đúng rồi, thì cái đó không nói không. Như cái lý số của anh Trung đang giải thích bạn vào thế này. Thì với cái đó tôi nói thêm cái tức là vì thế mà người ta tin rằng là AI sẽ tiến tới là nó sẽ có như con người. Nhưng hôm nay cái bài của anh Trung nó có thêm một cái thông điệp nữa mà tôi lúc nãy tôi quên chưa tổng kết, tức là cái AI hiện nay là nó chưa có lý số ở trong đó, mà nó chỉ là một mô hình ngôn ngữ thôi. Chúng ta bấm ngôn ngữ thật nhiều vào thì nó sẽ nói được như là có suy nghĩ, nhưng mà nó không có xương sống. Tôi cũng có một cái ý nghĩ như thế, tại vì cái
tôi nghĩ là cái AI nó phải có mấy cấu trúc gì đó, và tôi tin là trong cái dự án ngày xưa anh Trung ấy tôi trình bày thì lúc ấy mọi người chưa hiểu, tức là phải có một cây tri thức, tức là nó có một cái cây nào đó để nó làm xương sống cho cái suy nghĩ đó. Thì anh Trung nói là à bây giờ nếu mà lý số hay là thần số học nó là một cái quy luật phổ quát thì mình có thể cho vào trong AI bổ sung vào thì cái AI nó sẽ thông minh hơn. Đấy, tức là nó sẽ mạnh hơn là cái AI hiện nay chúng ta đang có. Đấy là cái đề xuất của mình Trung, đúng không? Không biết tôi nhận thức thế có đúng hay là nói nhầm quy. Thế rất đúng, và để trả lời rất ngắn gọn anh thôi, tức là lý học không hề giới hạn trong vấn đề con người mà giải thích toàn bộ vũ trụ, cho nên kể cả việc cái con trùng kia nó cũng là một việc được chấp nhận trong đa trí tuệ trí học bình thường, chẳng qua là nếu mà khoa học yêu cầu phải thực nghiệm về tâm linh huyền bí thì chúng tôi chưa thể chứng minh được, còn tất cả những gì nằm ngoài tâm linh huyền bí thì chúng tôi đều có thể dùng lý học để giải thích được. Còn bản thân cái trải nghiệm tôi huyền bí thì cũng đo được. Chỉ đo như kiểu của anh, tức là xác suất và đo theo khảo sát mù rồi cái điểm mù. Còn ngoài cái đấy là hoàn toàn làm được. Chứ cái chuyện mà ông Lê Vi ông làm là con đấy cũng là bị sẽ ở trong sự chi phối của lý học ấy, không vấn đề. Tưởng minh được cái đấy thì cái mà hiện giờ là thế giới đang giải quyết AI là kèm theo ngôn ngữ nó lớn là kèm theo world model, được mô hình của thế giới, và gộp hai cái đấy lại thì trở nên con đấy nó có nhận thức về thế giới tốt hơn. Nhưng mà một cái cách khác, người Việt Nam mà nếu mà ai làm AI mà tốt thì làm đi thẳng vào ngôn ngữ tiếng Việt, sắp xếp có lý học cộng vào thì sẽ đào tạo ra những nguồn AI tập trung lớn. Đấy, chúng ta đấy là một cái đề xuất. Có khi chính Việt Nam phải thành kiến cổ quát của super human sau này cũng không có gì lạ, vì Việt Nam mình dùng một âm mà có thể truyền tải được một khái niệm mà hầu như các nước khác đều dùng nhiều hơn một âm rất nhiều. Thế ấy là sau này sẽ nói quân quân về tấm lòng nó cũng chả cần phải nói, nhưng mà vấn đề là nó học cái nguyên tắc thôi, nhưng mà nó chả cần nói. Cảm ơn tất cả mọi người.